Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Chúa, vì Chúa ngày ban ơn trên chúng ta và trong những ngày qua chúng ta đeo đuổi Chúa trong kỳ kiêng ăn này. Praise God that God has been with us over the past 20 something days as we've chased after him, pursued him during our prayer and fasting. Không biết anh chị em kiêng điều gì, nhưng mà chúng ta biết rằng mọi điều chúng ta kiêng là chúng ta muốn bày tỏ với Chúa rằng chúng ta cần Chúa hơn bao giờ hết. I don't know what you're fasting, but whatever it is, it's your display, your show to God that you need him more than anything else. Okay, chúng ta hạ mình xuống trước mặt Chúa. Because as we humble ourselves before the Lord, okay, chúng ta hết lòng tìm kiếm Chúa, seeking him with all of our heart, thì chúng ta biết chắc một điều rằng Đức Chúa Trời Ngài sẽ đáp ứng. Then we know assuredly that God will respond. Bởi vì Chúa Ngài rất muốn chúng ta có một mối liên hệ mật thiết với Chúa. Because he wants and desires an intimate relationship with us. Ngài dựng nên chúng ta để chúng ta có mối liên hệ với Chúa. He created us to be in relationship with us. Và Ngài cũng là đấng rất muốn ban cho chúng ta năng quyền của Ngài để chúng ta có thể sống một cách hiệu quả. And he also wants to give us his power so that we can live abundantly and successfully. Đó là cách mà Chúa Ngài đã thiết kế đời sống chúng ta. That is how he planned out for our life. Và xin Chúa Ngài giúp đỡ để chúng ta có thể sống đúng theo như thiên mệnh mà Chúa đã định cho chúng ta. And may God help us to live according to his plan. Lần trước chúng ta học đó là chúng ta cần khai phóng, cần khai thác tất cả những tiềm năng mà Chúa Ngài đã ban cho chúng ta. A few weeks ago we learned together how we need to release the potential that God has put within us. Và như tôi đã chia sẻ với anh chị em. And as I've shared with you before, rất là quan trọng để chúng ta nhận biết. It's very important that we recognize đó là trong chúng ta có tiềm năng rất lớn mà Chúa Ngài đã đặt để ở trong chúng ta. Potential that God has placed in each and every one of us. Như Chúa Ngài đã truyền lệnh cho hai con người đầu tiên mà Chúa Ngài đã dựng nên. As God commanded the very two people that he created. Đó là hãy sinh sản thêm nhiều và làm cho đầy dãy đất. And that is to be fruitful and multiply and cover the earth. Chúa Ngài bảo họ làm công việc mà đối với sự suy nghĩ con người chúng ta nghĩ rằng không thể nào có thể thực hiện được. And what God told them to do with our own thinking, the way that we think logically, we think it may be impossible to accomplish. Nhưng mà bởi vì những gì Chúa Ngài đã đặt ở trong Adam. But because of the things that God put in Adam. Thì chúng ta biết rằng sau 6.000 năm. Then we know after 6,000 years. Thì ngày hôm nay trên quả địa cầu này chúng ta có hơn 7 tỷ người đang sống ở trên mặt đất này. Then we know that around the globe we have more than 7 trillion people living. Chưa tính từ ngày mà Chúa Ngài ban phước trên loài người của chúng ta cho đến khi mà chúng ta thấy rằng ngày hôm nay những con người còn đang sống trên mặt đất là hơn 7 tỷ người. So when you look at the time from when God created man all the way throughout history until now, we know there's been over 7 trillion people that have lived on this earth. Chúng ta count billion. Billion. Chúa Ngài ban phước ở trên chúng ta và Ngài cho mỗi một chúng ta có một tiềm năng rất lớn. And God blesses us and gives each and every one of us great potential. Và tiềm năng đó khi chúng ta biết để chúng ta khai phóng ra. And when we know that potential to release it. Thì chúng ta sẽ thấy rằng cuộc đời của chúng ta thật là kết quả. Then we'll see that our life is very productive and fruitful. Hôm nay tôi xin chia sẻ với anh chị em 10 cái chìa khóa để chúng ta có thể khai phóng một cách tối đa tiềm năng của chúng ta. So tonight what we're going to talk about are 10 keys to releasing your potential. Khai phóng đến mức tối đa tiềm năng của chúng ta. To talk about maximizing that release of your potential. Đây là chữ quan trọng, đó là chúng ta khai phóng một cách tối đa. And the important word here is to maximize. We're not just talking about a release of your potential, but the maximization of it. Và lần trước chúng ta kết thúc với một cái ý niệm mà chúng ta thấy rằng có thể mới đối với chúng ta. Because the last time that we concluded in our teachings together, we ended with a thought that may be new to us. Đó là chúng ta muốn chúng ta sống cho đến cái giây phút mà chúng ta chết đó thì tai của chúng ta trắng, không còn có một điều gì hết. And that is that from the moment that we live to the moment that we leave this earth, that our hand will be empty with nothing left. Và chúng ta sống mà chúng ta sử dụng hết tất cả những gì Chúa Ngài đã dành ban cho chúng ta. Because we lived in such a way where we've used everything that God has given us. Vì chúng ta không muốn mang theo với chúng ta vào ở trong lòng của nghĩa địa những tài năng mà Chúa Ngài đã ban cho chúng ta. Because as we're buried into this earth, we don't want to take into our tomb all the potential that God has given us. Không mang theo với chúng ta những quyển sách chưa được viết. We don't want to bring with us or take with us as we leave the earth books that have yet to be written. Những phát minh chưa được khám phá. Inventions that have yet to be created. Những cái địa vị mà Chúa Ngài đã định cho chúng ta mà chúng ta chưa thực hiện. The positions that God predetermined for us but we never accomplished or met them. Cho nên chúng ta muốn khai phóng một cách tối đa tiềm năng của chúng ta. So we want to ultimately release our potential to the maximization of it. Trong Kinh Thánh cho chúng ta một cái kinh nghiệm, một cái sự việc xảy ra
mà nó giúp đỡ để chúng ta có thể thấy được lẽ thật này. The Bible shows us of a story that helps us to understand this even better. Ở trong Mark chương 14 chúng ta biết về câu chuyện của Mary đi vào ở trong một cái nơi mà Chúa ngài đang có mặt, và tại đó bà đã làm một hành động hết sức là tốt đẹp, mà cũng là điều mà chúng ta mong muốn xảy ra trong đời sống của chúng ta. When we look at Mark chapter 14, we talk about the story of Mary, and she's in the presence of the Lord Jesus Christ, and she brings him something that's very valuable. Và Mark chương 14 câu 3 chép, Đức Chúa Giêsu tại làng Bethany trong nhà của Simon là kẻ phum, ngài đứng ngồi bàn ăn, có một người đàn bà đem một cái bình bằng ngọc đựng đầy dầu cam tòng thật rất quý giá, đập bể ra mà đổ dầu thơm trên đầu Đức Chúa Giêsu. Let's look at verse 3 of Mark chapter 14. While he was in Bethany, reclining at the table of the home of Simon the leper, a woman came with an alabaster jar of very expensive perfume made of pure nard. She broke the jar and poured the perfume on his head. Cảm ơn Chúa, tôi đang cầm ở trong tay của tôi một cái bình được gọi là the alabaster box. Praise God, what I'm holding in my hand right now is a jar called the alabaster box. Và đây chính là cái thu nhỏ của cái bình dầu mà Mary đã đem đến để sức cho Chúa Giêsu trong ngày hôm đó. And this is an example of the jar of perfume that Mary came and poured upon Christ's head. Và bởi vì dầu cam tòng ở bên trong rất là quý giá. And because the perfume on the inside was very expensive, very valuable. Thì cái người đã pha chế ra dầu cam tòng này. The person who made this perfume đã làm một cái bình ngọc ở bên ngoài để bảo vệ nó. He made a jar, an alabaster jar, to protect it. Để khi muốn sử dụng thì trước nhất là phải đập bể cái bình ở bên ngoài. So in order to use or to put the perfume or get to it, you had to break the alabaster jar. Bởi vì cái chất ngọc, đá ngọc mà chúng ta biết rằng để có thể chứa dầu ở bên trong. Because the alabaster jar that could contain what's inside. Nó cần phải được đập bể. It has to be broken. Còn không thì dầu dù ở bên trong nó có thơm, nó có quý như thế nào thì vẫn chưa được cái kết quả và chức năng của nó khi nó được hòa chế. Otherwise, without it being broken, whatever is contained on the inside, in this case, expensive perfume, could never be released. Ở đây chỉ là một cái hình bóng biểu tượng, cho nên this is just a symbolization. Người ta đã cắt sẵn cái so people have already cut it, the alabaster jar, in advance. Nhưng mà hôm đó thì Mary đã đập bể cái giỏ bên ngoài. But on that day in scripture, Mary broke the alabaster jar completely. Và bên trong thì chúng ta biết rằng có một cái bình dầu ở trong đó. And on the inside, the Bible tells us there was perfume. Dầu cam tòng trong tiếng Anh là spikenard magdalene. Spikenard. Chúng ta biết rằng đây là cái lò dầu rất là thơm. This is a very fragrant perfume, expensive perfume. Nhưng mà cho đến giờ phút này anh chị em chưa nghe cái mùi của nó. But at this time, while you're sitting there, you can't smell it yet. Thứ nhất đó là nó ban đầu chúng ta thấy rằng nó được chứa ở trong cái bình ngọc. First of all, it's because it's contained in the alabaster jar. Và thứ hai là nó được chứa ở trong cái bình của riêng nó. And then secondly, it's in its own jar. Và cũng như đời sống của chúng ta. And it's just like our own lives. Trừ trường hợp chúng ta tan vỡ con người của xác thịt. Until we choose to break our flesh. Như lần trước chúng ta đã học, chúng ta phải chịu đóng đinh và thập tự giá với Đấng Christ. We have to be willing to be crucified with Christ. Hầu chúng ta sống không phải là chúng ta sống nữa. So as we live, it's not no longer we who live. Nhưng mà Christ sống ở trong chúng ta. But Christ who lives in us. Và cho nên khi chúng ta đập bể cái vỏ của chúng ta. And when we are able to break our shell, our jar. Là cái phần hồn của chúng ta. That is your soul. Đồng có lý trí, ý chí và tình cảm. Your mind, your emotions and your will. Khi chúng ta chết với con người xác thịt đó, can die to that, thì lúc bây giờ Thánh Linh của Chúa mới tự do hành động xung quanh chúng ta. Only then that the Holy Spirit can have freedom to move in and through you. Bằng không thì lý trí chúng ta sẽ cản Chúa. Otherwise, your logic, your mind will just stop God from moving freely. Chúa bảo chúng ta làm một việc. God will tell you to do one thing. Nhưng mà lý trí chúng ta nói rằng Chúa ơi, cái điều này khó hiểu quá. You're gonna think, I can't understand this God. Điều này nó không hợp lý chút nào. It doesn't make sense. Người đàn bà này, Mary Magdalene, đã đập bể cái chai dầu cam tòng này để xuất sắc cho Chúa. Mary Magdalene, she broke the alabaster jar in order to clothe Christ with perfume. Bởi vì bà đã hiểu được
cái giá trị của việc xuất sắc cho Chúa. Because she understood the value of anointing or putting the oil, pouring it over his head. Nhưng mà những người khác còn để cho cái phần hồn của họ là lý trí, ý chí và cảm xúc của họ còn điều khiển họ. But the spectators at that time, they still allowed their soul, which is their mind, their will and their emotions to control them. Thế nói rằng làm sao mà phí như vậy? And they said, what a waste. Tại sao không bán cái số lượng dầu? Why didn't you sell that perfume? Rồi đem bố thí cho những người and nghèo. And then go give it to the less fortunate. Anh chị em, cho đến chừng chúng ta chết với cái lý trí của chúng ta until, thì chúng ta mới có thể làm theo những công việc theo ý muốn của Đức Chúa Trời. It's not until you choose to die to your mind and your type of logic can you do the will of God fully. Cho đến chừng chúng ta hạ mình đủ để chúng ta chết với con người xác thịt của chúng ta thì tiềm năng của Chúa không thể nào thoát ra được khỏi đời sống của chúng ta. So you have to understand it's until you can humble yourself enough to die to your soul, die to your flesh that God can use you and your potential be released to its maximization. Chúng ta để ý ở đây là bà phải đập cho bể cái bình ở bên ngoài. We see in scripture that she had to actually break the alabaster jar. Đập bể ra rồi đổ dầu trên đầu của Đức After she broke the jar, she poured the perfume on his head. Anh chị em, cho đến chừng chúng ta đập bể cái vỏ bên ngoài. Until you can break that outer shell, your jar. Thì tiềm năng không thể nào giải phóng được. The potential within you cannot be released. Một hình ảnh khác mà lời của Chúa cho chúng ta biết đó là cái sự chết đi của một cái hạt mầm. The other example that we can look at in scripture is when we talk about the kernel of wheat. Và chúng ta biết rằng khi cái hạt lúa mì mà nếu nó chưa được gieo vào trong lòng đất, nó cứ ở riêng một mình. We know that when you talk about the kernel of wheat until it falls onto the ground and dies, it's just by itself. Nhưng mà khi nó được gieo vào trong lòng đất. But when it is put to the ground, planted in the ground. Và bởi hơi ẩm ở trong đất. And by the warmth and the moisture in the ground. Và chúng ta biết rằng cái vỏ bên ngoài nó vỡ ra. And we know that the shell of the kernel is then broken. Và chúng ta thấy rằng mầm sống nó đã nảy mầm. Then we see life sprout through it. Rồi từ cái hạt lúa mì đó chúng ta thấy rằng nó đã mọc lên một cây lúa mì. Then we see that just from the kernel of wheat, we see a plant grow. Rồi thì chúng ta thấy rằng kết quả rất là. Then you see the result of that is grain. Ở trong Giăng chương 12 câu 24. Let's look at John chapter 4 verse John chapter 12 verse 24. Quả thật ta nói cùng các ngươi, nếu hột giống lúa mì kia chẳng chết sau khi gieo xuống đất thì cứ ở một mình. Nhưng nếu chết đi thì kết quả được nhiều. Verily I tell you, very very truly I tell you, unless a kernel of wheat falls to the ground and dies, it remains only a single seed. But if it dies, it produces many seeds. Anh chị em, trong nguyên tắc của thuộc linh, chúng ta thấy rằng nếu con người xác thịt của chúng ta vẫn còn sống, when we talk about the spiritual realm, if your flesh is still alive, thì chúng ta sẽ không có kết quả được. Then you will not be able to be productive or fruitful in the Lord. Và quyền năng của Chúa đã đặt ở trong chúng ta không thể nào thoát ra được. That's put within you cannot be released. Mầm sống mà Chúa Ngài đã đặt ở trong chúng ta. That seed, that kernel that's been planted in you, không thể mọc lên được. Cannot grow, cannot sprout. Cho nên rất là quan trọng để chúng ta nhận biết điều này. So it's very important that we recognize this. Chân lý đó là cái bình ở bên ngoài phải đập bể thì mùi thơm mới được toát ra. The truth is, and we go back to the foundational truth, that is the outside alabaster jar must be broken for the things within it to be released. Cái vỏ của hạt lúa mì nó phải vỡ ra thì lúa mì mới có thể mọc lên. The outer shell of the kernel of wheat must be broken in order for life to sprout out. Vấn đề đó là không ai trong chúng ta thích để mình chịu cái tiến trình của sự tan vỡ. But the issue here is there is nobody on earth who likes the journey of being broken. Nhưng mà chúng ta biết rằng nó là một cái tiến trình rất là đau đớn. But because we know that journey is painful. Và chúng ta biết rằng bên phía bên kia của cái sự tan vỡ này là kết quả là phước hạnh ở trong ơn của Chúa. But we know on the other side of that brokenness is a blessing of God. Và không có việc gì có thể xảy ra nếu không có sự tan vỡ này. And nothing can occur in the Lord unless that brokenness takes place first. Mà tạ ơn Chúa. But praise God. Chúa cho chúng ta có những cái khải tượng và sự mặc khải từ nơi Chúa. And God, because God gives us vision and revelation. Và Ngài đã báo cho các môn đệ của Ngài. And he told his disciples. Và tôi dùng hình ảnh này rất là thường. And I use this example very often. Đó là Chúa Ngài nhìn những môn đệ của Ngài. That's that Christ would look upon his disciples. Là những người không có học thức cao. People who were not very educated. Họ chưa bao giờ đi ra ngoài quốc. They've never gone out of the country. Nhưng mà Chúa Ngài nhìn họ. But God looked at them. Christ looked at them. Thì Ngài nói với tiếng nói của tiềm năng. And he spoke to them with the vision or the focus of their potential. Đó là các ngươi là muối của đất.
calling them and telling them that you are salt to the earth. Các ngươi là ánh sáng của thế gian. You are light to the world. Anh chị em cũng phải là muối của một cái nồi canh nhưng mà muối của cả cái trái đất này. As opposed to salt for just a pot of soup. No, he said that you are salt to the earth. Không phải ánh sáng ở trong cái phòng một cái căn phòng. We're not talking about light to just one room. Nhưng mà ánh sáng của cả thế gian. But light to the entire world. Và rất là quan trọng để chúng ta có thể hiểu được điều and này. It's very important that we understand this. Chúng ta nhớ họ chưa bao giờ đi nước ngoài. We have to remember that the disciples never really went out of the country before. Chúa ngài đã công bố điều này từ trong cái mức độ của tiềm năng có thể xảy ra xuyên qua cuộc đời của họ. But Christ declared this with the lens of the potential that it was within each and every one of them. Và khi tiềm năng được khai phóng. And when their potential was released. Đức Thánh Linh đã đổ xuống trên họ. The Holy Spirit came upon them during the Pentecost. Và họ tan vỡ với con người của xác thịt. And they were broken. They let their flesh be broken apart. Và Thánh Linh của Chúa thể tự do hành động xuyên qua họ. And the Spirit of God had the freedom to work in and through them. Thì chúng ta thấy rằng đạo của Chúa đã phát triển ra. Thế giới này được ảnh hưởng then bởi we những see con người that the kingdom of God began to expand. The entire world was affected. Và các sử gia cho chúng ta biết. And the historians let us know. Chỉ trong vòng 30 năm họ đã làm đảo lộn thế giới trong lúc bây giờ. That just in 30 years they turned the world upside down for Christ. Mạnh mẽ đến độ. It was so strong. Đế quốc La Mã phải lùi xuống và nhường chỗ cho hội thánh của Chúa phát triển. That the Romans had to step down from their quote-unquote throne to allow for the faith of God to rise up. Và chúng ta biết rằng đế quốc La Mã lúc bây giờ rất là hùng mạnh. And we know at that time Rome was very powerful. Nhưng mà người ta không còn thấy cái chỗ của nó nữa. Ánh sáng của hội thánh của Chúa chiếu rọi một cách sáng vô cùng. People could no longer see the value of the Roman Empire because they only could see the light and the strength of the kingdom of God. Và cái sức ảnh hưởng của hội thánh của Chúa đã làm cho thế giới trong lúc bây giờ là đã được thay đổi trong ơn của Chúa. And the impact that the Church of God had during those times changed the entire world. Và bởi ánh sáng đó. And it's because of the light of the Church of God. Đế quốc La Mã phải dừng lại. The Empire of Rome had to stop. Bởi vì những ngày cuối của đế quốc La Mã. Because at the end days of the Roman Empire. Tội lỗi của tính dục đồng giới nó giống như ngày hôm nay của chúng ta. The sinfulness of homosexuality is just like it is today. Và chúng ta biết rằng bởi ơn của Chúa. And we know that by the grace of God. Đạo của Chúa đã tràn lớn thế giới trong lúc bây giờ. The favor that the Lord allowed upon the earth, we saw the kingdom of God, his ministry expand. Và tôi tin rằng Đức Chúa Trời ngài đang thực hiện công việc, ngài lặp lại lịch sử một lần nữa ở trong thế hệ của chúng ta. And I believe during a time such as this that God is going to repeat history. Khi chúng ta để Chúa ngài ban phước và tiềm năng mà Chúa ngài đã đặt ở trong chúng ta được khai phóng ra. Whenever we allow God to bless us and the potential that he's placed within us to be released. Sự sống của chúng ta sẽ bày tỏ ra một cái lẽ thật. The life that we have in him will display his truth. Đó là Đức Chúa Trời dựng nên mỗi một chúng ta theo ảnh tượng của ngài. God created each and every one of us in his likeness. Và ngài đã định cho đời sống chúng ta và ngài cho chúng ta có một chương trình, một cái mục đích để chúng ta có thể sống đời sống. He created us in his image and he gives each and every one a purpose. Và đây là điều hết sức là quan trọng. And this is very very important. Để rồi người ta không còn lẫn lộn đi tìm cái identity, cái con người của mình là ai nữa. That way people won't roam around trying to search for their identity, who they are. Nhưng mà họ sẽ sống đúng theo những điều Chúa ngài đã làm. According to the way that God planned it. Bởi vì họ quan sát đời sống của chúng ta. Because they can look at our lives. Họ thấy rằng đời của chúng ta sống một cách rất là ý nghĩa. And they see that we live with great purpose. Gia đình của chúng ta rất là hạnh phúc. Our families are happy and blessed. Cuộc đời của chúng ta tuôn đổ những cái phước hạnh mà chúng ta cống hiến cho thế giới này. Our lives are filled with the blessings of God which we then give out to the world. Đó chính là bài giảng mà Chúa ngài muốn chúng ta giảng qua cuộc đời của chúng ta. That is the sermon that God wants us to preach in the way that we live. Và mỗi cuộc đời chúng ta là một bức thư của Đấng Christ. And every single one of us is a letter of Jesus Christ. Và Chúa ngài đã viết lên cái sứ điệp của ngài trên cuộc đời And của chúng ta. God's written his message on our lives. Cho nên trong suốt 12 tháng qua, so throughout the past 12 months, God has been wanting to do a thing. Đó là ngài phục hưng và phục hồi chúng ta. That is to revive us and to restore us. Để chúng ta không sống theo truyền thống của giáo hội. So that we will no longer live by the traditions of religion. Chúng ta cũng không sống theo như sự kiện. And we will no longer live from event to event within the church. Nhưng mà cuộc đời chúng ta là một lối sống, mối liên hệ với Chúa. Is a way of living for Christ. Amen. Amen. Xin Chúa ngài cho đời buổi tối hôm nay. May God help us tonight. Tất cả chúng ta sẽ bằng lòng. Each and every one of us will be willing. Đập vỡ cái bình ở bên ngoài. Our alabaster jar. Mặc dù chúng ta biết rằng nó rất là quý. Even though we know it's so valuable. Để chúng ta tân tiêu nó. And that we treasure it.
Các chị em thì mỗi buổi sáng đứng ở trước gương lâu lắm. We know. Các chị em sometimes các anh too. Yeah, okay, both men and women. He was just saying the women. Both men and women stand in front of the mirror for a very long time. Okay. Yeah. Yeah. Amen. Right. Chúng ta lo cho phần thể xác. We take care of our outer self. Nhưng mà chúng ta lại bỏ quên việc chăm sóc con người bề trong của chúng ta. To take care of our inner self. Mà xin Chúa cho chúng ta sẽ có một sự thay đổi. Help us to change. Và tối hôm nay tôi khuyến khích anh chị and em chúng ta nắm bắt điều này. To catch on to this. Đó là Chúa Ngài muốn chúng ta khai phóng một cách tối đa những tiềm năng mà Chúa đặt ở trong chúng ta. And that is that God wants you to release your potential to its maximum effect. Bởi vì chúng ta biết rằng còn rất là nhiều điều tốt hơn vô cùng những gì chúng ta đã thực hiện. Because we know that there's greater things to come than what we've already done. Ở những gì mà chúng ta đã thực hiện whatever được cho we've đến already done up until this time. Nó là một cái điều rất nhỏ so với lại tiềm năng mà Đức Chúa compared đã đặt to the trong potential that God has put within each and every one of us. Cho nên xin Chúa Ngài giúp đỡ để so chúng ta help us. Khai phóng to release và sống một cách tối đa những điều Chúa Ngài đã định cho and chúng ta. To live to the maximization of what God has planned for us. Và chúng ta nhớ rằng chúng ta không thể nào sống được cái sự sống này. Remember, we cannot live this kind of life that I'm describing. Vì Đức Chúa Trời Ngài định chúng ta không thể nào tự sống. Because God has already determined that we can't live on our own. Nhưng mà để cho Đấng Christ sống trong chúng ta. In Scripture it tells us we have to allow Christ to live in us. Xin Chúa Ngài cho chúng ta chết. So may God allow us and help us to die to our flesh. Bằng lòng để Chúa giết con người bản ngã của chúng ta. To be willing to let God kill our flesh. Bởi vì chúng ta không tự đóng đinh mình vào thập tự giá. Because we can't crucify ourselves to the cross. Nhưng mà chúng ta để Chúa Ngài đóng. But let God crucify us. Amen, anh chị. Amen. Thật ra cái ngày chúng ta tin Chúa. Truly, the day that we receive Jesus Christ as Savior. Là ngày mà Đức Chúa Trời đã tuyên chiến với con người xác thịt của chúng ta. Is the day that God is already starting to deal with our flesh. Và đây là điều mà chúng ta cần phó mình ở trong tay của Chúa để đấng đã nắng lên chúng ta, đấng đã thiết kế cuộc đời của chúng ta. Có thể giúp chúng ta bày tỏ ra được chức năng trọn vẹn mà Chúa đã định cho chúng ta. And at this time it's a time to surrender ourselves, to put ourselves in the potter's hand, to let him mold us, to make us how he wants us to be. Trong Cô-rinh-tô thứ nhất chương 15 câu 36 nói. Let's look at 1 Corinthians chapter 15 verse 36. Hỡi kẻ dại kia, vật gì ngươi gieo, nếu không chết đi trước đã thì không sống lại được. Verse 36. What you sow does not come to life unless it dies. Chúng ta cần chết với con người bản ngã. We need to die to our flesh. Amen, anh chị. Amen. 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 Nhiều người cứ đi và cứ nói rằng tôi muốn sống cho Chúa. A lot of people walk in this life and say I want to live for Christ. Chúng ta sẽ không thể nào sống cho Chúa but cho đến khi chúng ta chết trước. That we can live for Christ until we choose to die first. Amen, anh chị. Amen. Khi chúng ta chết thì Chúa mới có thể tự do hành động xuyên qua chúng ta. We must die first and then God can move freely in and through us. Sự sống của chúng ta bắt đầu khi chúng ta liều mình vác thập tự giá của mình mà chúng ta đi theo Chúa. Our life truly begins whenever we deny ourselves, die to our flesh, to pick up our cross and walk with the Lord. Colossians chương 3 câu 3 nói. Let's look at Colossians chapter 3 verse 3. Vì anh em đã chết, sự sống mình đã giấu với Đấng Christ ở trong Đức Chúa Trời. It says, for you died and your life is now hidden with Christ in God. Sự sống thật được bắt đầu khi chúng ta chết với bản ngã. Để rồi Chúa có thể tự do sống tự do Real sống life chúng ta. Begins when we choose to die to our flesh and live with Christ. Cảm ơn Chúa. Bây giờ praise chúng ta đi vào 10 cái chìa khóa để chúng ta khai phóng tiềm năng. So now let's look at the 10 keys to releasing our potential. 10 cái chìa khóa này chúng ta phải nắm một cách chắc chắn. These 10 keys, we must understand them very clearly. Bởi vì Đấng đã thiết kế cuộc đời của chúng ta. Because the God who planned out our life already. Ngài có những cái lời chỉ dẫn. He has teachings and guidance. Giống như là khi chúng ta mua một cái máy. Whenever we buy a new machine. Chúng ta biết rằng cái nhà sáng tạo có một cái quyển sách chỉ dẫn để chúng ta có thể bắt đầu kích hoạt cái máy đó. Và chúng ta biết rằng người ta cũng chỉ cho chúng ta là phải bảo trì nó như thế nào. You know that whenever we buy something new at the store, that the company who made that thing or that machine has a manual, a booklet that teaches us or tells us number one, how to use it and number two, how to take care of it. Ở trong tay của tôi có một cái quyển sách chỉ dẫn cách sử dụng một cái máy steam, một cái máy hơi nước để có thể chúng ta tẩy đi những cái vết
giờ ở trên thảm hay là một cái gì đó mà chúng ta cần để có thể tẩy được. In my hand right now is a manual to a steam machine, a steam cleaner, and you use this machine to be able to clean out to sanitize the stains in your tile or in your carpet. Tối hôm qua tôi đã sử dụng cái máy này. Last night I used this machine. Bởi vì các bạn giúp cho mục sư Sam sơn cái vết tường văn phòng của mục sư Sam. Because a few friends helped Pastor Sam paint the walls of his office. Thì khi nước sơn nhiễu xuống ở dưới cái tấm vải hồ tre trên nền nhà. And whenever the paint dripped down onto the cloth that they put to protect the floors. Vì không để ý họ dẫm lên trên những cái vết sơn đó. And because they weren't paint, they must have been very young. Rồi because they weren't paying attention, they stepped on the paint that was on the cover. Và rồi lôi nó đi ra ngoài và bước ở trên thảm ở trong văn phòng. And then they continued to walk on the carpet in the office. Chúng ta biết họ rất là trẻ tuổi. How you know? Because we just know. Cảm ơn Chúa là cái vết tường đã được sơn một cách rất là tốt. Praise God, the wall was painted very well. Nhưng mà khi dẫm xong và cầu nguyện xong với hội thánh. But then after time of the prayer service with the church. Thì chúng tôi vào bên đó. When we went over there. Thì mục sư Sam nói rằng. Pastor Sam said. Nhưng mà bây giờ trên thảm đầy những cái dấu của nước Thanks sơn. Thanks for painting the wall, but now the carpet has all the paint stains on it. Mục sư Sam hỏi, bạn có biết cách nào để có thể tẩy cái này không? And Pastor Sam he said, Dad, do you know any way to clean the carpet and get this out? Tôi nói rằng, and I said, chắc chắn là có. Sure, there is. Tôi vào và tôi lấy cái máy này ra. And so I went into my office and I took this steam machine out. Và tôi đã cho nước vào. And I put water in it. Nhưng mà bản chỉ dẫn này hướng dẫn cho biết cách nào để chúng ta có thể mở nắp, chúng ta cho nước vào và số lượng nước là bao nhiêu để chúng ta có thể bắt đầu sử dụng nó. So we see in this manual instructions, it tells us even with pictures, how you take off the lid, how much water to pour in, how do you begin the machine so that you can use it. Rồi cắm dây điện vào để and how you plug it in lên. And how, which button you use to turn on. Và sau khi mình cắm điện vào và bật nút on. And then after you plug it in and push the on button. Thì chưa có thể sử dụng được liền. You can't use it right away. Phải chờ đúng 9 phút. You have to wait exactly 9 minutes. Ở trong nước nó sôi lên. Because inside the water has to first boil. Bởi vì hơi nước ở trong đó nó phải mạnh đủ. Because this and then produce steam and that steam has to be strong enough. Để nó tạo nên một cái áp suất để có thể to create enough pressure to use it. Đúng 9 phút. Exactly 9 minutes. Lúc bây giờ mới có thể mở lên và sử dụng. Only then can you actually use the steam cleaner. Thì áp suất ở trong hơi nước tại đó bắt đầu nó khè ra. Then the steam and the pressure along with it comes out. Trước 9 phút đó. But before that 9 minutes is up. Nếu thiếu kiên nhẫn. If you don't have the patience. Chúng ta and you go in. Bắt đầu sử dụng liền. And you want to use it right away. Thì chúng ta thấy rằng không có kết quả. Then you'll see that it won't yield the results that you desire. Có thể thiếu sự hiểu biết. It could be because of lack of knowledge. Và không có sách chỉ dẫn. And not having the manual with instructions. Nên nói rằng cái máy này để lâu quá chắc nó hư rồi. Then you would think to yourself, oh, I guess I left this machine to the side too long. It must be broken. Rút dây điện ra và đá nó dụp nó vào trong. And maybe you'll unplug it and then throw it in the trash. Anh chị em, thiếu chỉ dẫn chúng ta sẽ có thể lạm dụng, chúng ta có thể sử dụng sai, chúng ta có thể gây nguy hiểm cho tính mạng của chúng ta nữa. Without following the manual of instructions, you could misuse it, you could think that it doesn't work and that it's broken, or you can even harm yourself. And chúng ta sẽ nói đến những cái chìa khóa cuối về cái giới hạn mà chúng ta biết rằng dù chúng ta có tiềm năng rất lớn nhưng phải làm việc ở trong một cái giới hạn mà Chúa đã định cho chúng ta. And so at the end of the 10 keys, I'm going to be addressing with you how it is to protect your potential, how to not limit it. Anh chị em, bản chỉ dẫn của sách chỉ dẫn của cuộc đời của chúng ta là gì? My brothers and sisters, I ask you, what is the instruction manual for our lives? 10 điểm. You get an A. Cảm ơn Chúa. Praise the Lord. Kinh Thánh là sách chỉ dẫn cho cuộc đời của chúng ta. Is our manual for our lives. Chúa Ngài đã định cho chúng ta. God has already determined for us. Chúng ta sống không chỉ nhờ bánh mà thôi. That we not only live by bread alone. Mà nhờ mỗi lời nói và miệng của Đức Chúa Trời. That comes from the mouth of God. Lời Chúa là bản chỉ dẫn cho chúng ta. The word of God is our guidance. Để chúng ta có thể sử dụng. So that we can use it. Để chúng ta có thể khai phóng. So that we can release. Cái tối đa tiềm năng mà Chúa đã định cho chúng ta. The maximum potential that God has placed in us. Amen. Cho nên chúng ta cần phải bám sát lời của Đức Chúa Trời. So we have to cling
cling to the word of God. Hội thánh ở đây chúng ta có một cái quyết tâm để thực hiện. The church of God here, we have already determined that. Đó là nếu ai không có Kinh Thánh, chúng tôi sẽ tặng cho quý vị một cuốn Kinh Thánh. Does not have a Bible, we will give you one. Bởi chúng tôi không muốn anh chị em sống suốt cuộc đời mà không biết sử dụng đời sống của mình đúng và kết quả. Because we don't want you living the rest of your life not knowing the instruction manual on how to live successfully and abundantly in Christ. Tôi biết là ngày hôm nay chúng ta có Kinh Thánh ở trong điện thoại di động của chúng ta, trong iPad của chúng ta. We have the Bible electronically in our phones, in our iPad. Nhưng mà không có gì so bằng với lại chúng ta có cuốn Kinh Thánh bằng chữ nghĩa, bằng giấy ở trong tay của chúng ta. To the Bible that you have in your hand, made of paper that's been printed. Hơn một năm nay tôi gặp trở ngại rất nhiều trong vấn đề lật Kinh Thánh. Over the past year, I've encountered a lot of challenges when it comes to flipping the pages in the Bible. Bởi vì gần đây nhất là các cái hội thánh kinh đã in Kinh Thánh có lời tiếng Anh và tiếng Việt song ngữ ở trong quyển Kinh Thánh này. Because the publisher, and I say that recently, because the publishers have recently published a Bible that has the English and the Vietnamese Bible side by side within the same Bible. Và kể từ khi hội thánh của chúng ta nhóm mà các buổi nhóm chung song ngữ. And now that our church is having a bilingual service. Cho nên chúng tôi muốn sử dụng nó. I want to use it. Nhưng mà nó không quen với lại như quyển Kinh Thánh của tôi. But I'm not as familiar with it as my personal Bible. Và mấy ngày qua thì lật một số các trang Kinh Thánh lật không được. Sometimes I'm trying to flip the page and I just can't do it right. Bởi vì nó còn mới quá cho nên because giấy it's so nó còn dính với nhau, the papers chưa are still stuck together. Bạn chị em, đó là một cái điều đáng tiếc nếu chúng ta không có Kinh Thánh ở trong tay. My brothers and sisters, I'm telling you this because it's such a loss if you don't have a physical Bible in your hands. Bởi vì khi chúng ta có Kinh Thánh và because chúng ta đọc Kinh Thánh, Bible and you read it, có thể có những câu mà dạy dỗ chúng ta rất là nhiều điều, thì chúng ta có thể gạch dưới, chúng ta có thể nhớ nó nằm ở đâu. That you can underline them, you can highlight them, and you can remember which side of the Bible they're on. Quyển Kinh Thánh cũ của tôi thì tôi biết cái câu Kinh Thánh nó nằm ở trong cái cột nào, trong bốn cột ở trong. In my old Bible đó, that I use personally, I know exactly where a verse is, on which column, on which side of the page. Tôi có thể nhắm mắt và để tay của mình ngắt một cái là biết nó nằm ở Thi Thiên. I can close my eyes and I can feel the Bible and know that I'm in Psalm. Và anh chị em, chúng ta biết rằng khi chúng ta cầm gươm hay là sử dụng súng thì chúng ta phải biết và sử dụng nó một cách tốt đẹp, nếu không nó nguy hiểm cho chúng ta hơn là chúng ta không có. And we know that with any weapon that we hold, whether it's a sword or even a gun, it's very dangerous if we don't know how to hold it, how to use it. Và lời của Chúa cho and chúng ta biết rằng Kinh Thánh là gươm that the Bible ta is our sword. Và chúng ta cần phải sử dụng một and cách tiêu luyện. Và chúng ta cần phải quen thuộc với Kinh Thánh của mình. Lúc bây giờ chúng ta sẽ dễ dàng để tìm những chỗ, những câu Kinh Thánh để chúng ta có thể áp dụng trong đời sống của chúng ta. It's only then when we're familiar with flipping the pages of our own Bible, then we will know where verses are and we can use it more effectively. Cho nên nếu anh chị em chưa có Kinh Thánh, so if you don't have a Bible yet, gặp tôi tối nay, meet me tonight, tôi sẽ tặng cho I bạn một cuốn Kinh Thánh. One. I'll gift you a Bible. Còn nếu bạn đã có rồi, but if you have one already, mà trong những ngày qua để cho nó đóng bụi ở tại nhà, but you've allowed it to collect dust in the most recent days. Xin Chúa tha thứ bạn và may God forgive you. Đem ra phủi bụi và sử dụng một cách thường xuyên. And dust it off and use it more often. Vì chúng ta đang ở trong thời điểm. Because my brothers and sisters, we're living during a time. Thế giới bên ngoài kia. The outside world. Luôn cả tại Việt Nam của chúng ta. Even in Vietnam. Có nhiều điều đang diễn ra. There's so much that's taking place. Chúng ta sẽ bị lừa dối một cách dễ dàng. We are going to be lied to and led astray very easily. Nếu chúng ta không biết Kinh Thánh. If we don't know the Word of God. Chúng ta mới đây chúng ta biết là giáo hoàng của Công giáo La Mã. We recently have heard how the Pope of the Catholic Roman Catholic Church. Ông tuyên bố rằng. He has declared. Tất cả các đạo ở trên thế gian này. That all the religions on the in the world. Là những con đường để đến với Đức Chúa Trời. Are the roads that lead to God. Giáo hoàng của Công giáo La Mã. We're talking about the Pope of the Roman Catholic Church, the head. Nhưng mà chúng ta nghe chúng ta biết là well, không sai rồi, phải không chị em? It's definitely not the truth, it's wrong. Bởi vì chính Đức Chúa Ngài đã nói. Because Jesus Christ himself said, ta là đường đi, chân lý và sự sống. The truth and the life. Apart from me, no one can go to the Father. Chứ Ngài không nói Mary. God doesn't, I mean Christ never said, Mary. Nói ông này, ông kia, he didn't talk about Buddha, he didn't say, this person, that person. He says, I am the way, the truth and the life. Apart from me, you may not get to the Father. Anh chị em thấy không?
Nếu giáo hoàng của Công giáo La Mã còn bị lừa dối, if the Roman Catholic Pope can be misled, thì tất cả chúng ta cần phải bám sát lời của Đức Chúa. Then we know that all of us must cling to the Word of God. Nếu chúng ta không có lời của Chúa, if we don't have the Word of God, chúng ta nhường cái việc đọc Kinh Thánh và nghiên cứu Kinh Thánh trong tay của hàng giáo phẩm. And we allow for the reading of the Bible, the studying of the scriptures to put to some religious leaders, leave that responsibility to them. Thì chúng ta bị lừa dối một cách rất là dễ. We can be lied to and misguided very easily. Cho nên chúng ta phải có Kinh Thánh. We have to have a Bible. Phải gần gũi với lời you của have Chúa to be close to the Word of God. Tôi không biết tại sao tôi chia sẻ điều đó, nhưng mà I don't know why I went on that and started to preach about that. Tôi nghĩ rằng cái điều but đó rất là cần cho chúng ta để được nhắc nhở ngày hôm nay. To be reminded today. Bây giờ chìa khóa thứ nhất. So let's talk about the first key. Bạn cần phải biết rõ cái khởi nguồn của mình. You must know, be related to your source. Như cái sản phẩm cần phải được giữ liên hệ để được bảo trì theo thời khóa biểu, theo cách thức của hãng đã thiết kế để giữ cái sự bảo hiểm, bảo đảm cho cái món hàng đó mà chúng ta mua. Just as a machine has to be taken care of, has to know how it should be done according to the manual to be protected and to be used properly, we are the same. Có những cái lời cảnh báo khi chúng ta đọc những cái quyển sách chỉ dẫn khi when you look at a manual, usually at the front of it, there's a lot of warnings in the beginning. Người ta thường hay nói rằng they nếu say, không làm đúng theo như sự chỉ dẫn, if you don't operate this machinery according to the instructions, thì cái warranty của then cái the vật warranty đó sẽ bị xóa đi. Over this machine is then voided. Bởi vì chúng ta không sử dụng nó đúng theo như cách mà nhà thiết kế đã thiết kế rồi nó. So that warranty won't apply because we're not using the machine according to the way it was designed. Cho nên chúng ta cần phải hiểu thế nào sản phẩm đã được dựng nên, và chúng ta phải làm việc theo đúng theo như cái cách mà người ta đã thiết kế nó. So we have to understand that whatever was the creation must be operated according to the way that the creator designed it. Thí dụ như xe của chúng ta, for thì example, người ta nói rằng car. Nhớt chúng ta có thể chạy trong 3 tháng hoặc là 3.000 mao chúng ta phải thay nhớt xe. The manual of your car will say that you can use that oil for 3 months or about 3,000 miles. Và trước đây bởi lại cái loại nhớt mà chúng ta sử dụng thì and, cái đó là cái chuyện như là một cái tiêu chuẩn. And before the most recent times with other cars, the type of oil that we use, it caused us to be the standard every 3 months or 3,000 miles. Nhưng mà khoảng 10 năm trước đây. But about 10 years before this, thì người ta đã bào chế được một people cái loại were able là to create something called synthetic oil. Thì các công ty sản xuất xe ở tại Âu Châu. And all the car creators in Europe. Họ nói rằng có thể tới 10 tháng mới thay nhớt được. They begin to create the cars using the synthetic oil, saying that well, you can drive it up to 10 months. Một năm hoặc là 1 year. 12 tháng chúng ta mới cần thay nhớt. About 1 year, about 12 months is when you need to change out your oil. Khi tôi mới nghe khi when đó, I first tôi heard nhớ, that, I was very amazed. Tôi nhớ khi, I remember tôi, that when my wife chạy chiếc BMW lần đầu tiên, drove her first BMW. Và người ta chỉ dẫn một cách rất là rõ ràng. And people thay told nhớt, her thì very clearly. Thay, thường mà là 10 tháng hoặc là 1 năm thì mới cần and thay they nhớt. Said, for the oil, you don't have to change it often. You can drive it up to 10 to 12 months. Dựa theo tiêu chuẩn của tôi thì trong đầu tôi bắt đầu tính toán và tôi nói rằng đâu có được, nó sẽ cháy máy. According to what I knew already, I said this is impossible. The engine's going to burn up. Và đúng như vậy. And truly, khi tôi đem chiếc xe này đến cho một anh em người Việt của mình. Whenever I brought the car to a brother who takes care of vehicles, he's Vietnamese. Thì tôi nói rằng mà không cần phải thay nhớt cho đến 10 tháng hoặc là 12 tháng. I told him, you know, they told us we don't have to change the oil for 10 or 12 months. Thì người này nói rằng nó nói bậy đó mục sư. And he said, nói bậy. They were not. Give you wrong instructions. They gave you the wrong instructions. Bởi vì chắc chắn là sẽ hư xe. Because surely it's going to mess up the car. Không, không. I said no. Người ta đã nói như vậy và đây that's là what they told me. Dealer người ta dạy như this vậy. This is what the dealer said. Anh chị em, khi chúng ta nối kết với cái khởi nguồn của chúng ta sẽ biết cái thời khóa biểu chúng ta cần phải làm gì để chúng ta có thể sử dụng cái chiếc xe đó hay là cái sản phẩm đó một cách tối đa của chức năng của nó. Whenever we can the creation is connected to the creator, then you can use that creation to the absolute maximum, in this case the vehicle to its maximum potential. Đức Chúa Trời biết chúng ta cần được bảo trì như thế nào. God knows how we need to be taken care of and protected.
Và Chúa ngài đã định như vậy. And he's already determined it. Nghĩa là các ngươi được quyền làm việc trong 6 ngày. You can work for 6 days. Đến ngày thứ 7 phải nghỉ. But on the 7th day you have to rest. Bởi vì Chúa biết rằng because God knew. Chúa thiết kế nên chúng ta. God as he created us, he knew. Chúa ngài biết rằng chúng ta chỉ có thể làm việc tối đa là 6 ngày. He knew that we only could work 6 days maximum. Chúng ta phải có một ngày nghỉ. There has to be a day of rest. Nếu chúng ta không đồng ý với Đức Chúa Trời về điều đó. And if we don't agree with God about that. Chúng ta nói rằng Chúa lẫm cẩm quá. We say, You're old school. I know. You can't say it. You're making fun of God that you old. Oh, old school. Okay. Đức Chúa Trời ngài sẽ nhìn chúng ta và nói rằng con cứ làm rồi con sẽ. Then God's gonna look at you if you don't agree with him. He said, go ahead, go on with yourself. Một lúc sau mình cảm thấy bị trái máy. And then later you're gonna reach burnout. Tại vì không có ngày nghỉ. Because there's no day of rest. Chúng ta sẽ mệt mỏi. You're gonna be tired. Và người ta đã nghiên cứu, người ta thấy điều đó. And people have researched, they've studied, they know. Nếu thiếu nghỉ ngơi. If you are lacking rest in your life. Thì cái mức mà gọi là sản xuất năng lượng của chúng ta. The productivity that you have in your life. Chúng ta thấy nó giảm rất là nhiều. It'll start to decrease. Cho nên Đức Chúa Trời ngài biết việc ngài làm và những lời chỉ dẫn của ngài. God knows what he's doing. God knows what he's telling us to do. Vì ngài đã thiết kế nên thân thể chúng ta. He is the creator. Chúa khôn hơn chúng ta hơn chị em. God is wiser than us, right? Cho nên đừng cho mình khôn hơn Đức Chúa Trời. So don't consider yourself wiser or smarter than Chúa him. Chúa hướng dẫn chúng ta như thế nào? As God instructs us in his word. Cứ bám sát và làm theo. Just go closely with his instruction and do according to his word and you will be blessed. Amen. Amen. Cảm ơn Chúa. Praise the Lord. Chìa khóa thứ nhì. The second key. Bạn cần phải hiểu thế nào sản phẩm đã được chế tạo để hoạt động. You must understand how the product was designed to function. Hãng đã kế hoạch và xây dựng sản phẩm của mình hoạt động theo cái cách mà người đã sáng chế ra nó. The company produces that machinery according to the design of its inventor. Chúng ta thấy rằng xe đã được định phải chạy bằng xăng. We see that some cars are designed to run by gas. Và nó được nảy lửa bởi những cái buri hay là những cái spark plug. And the fire of the engine is then kick-started by the spark plugs. Và nó được kích hoạt bởi cái bình ắc quy. And it's get whacked by a bình ắc quy. I don't know what that means. What is something? Start by the battery. Oh, thank you. Thank you. Rồi chúng ta thấy rằng ở trong cái combustible thì nó có bê tông, có nhớt, có xăng. Tất cả chúng ta cần phải biết nó được thiết kế như thế nào. And we know within the engine, there's pistons and all sorts of stuff. I don't know. And to make the engine work. Thì chúng ta biết rằng chúng ta không thể nào nói rằng cái chuyện hãng đã sáng tạo nên chiếc xe này nói như vậy nhưng mà tôi muốn làm cái gì. There's no way that you can take a car home and say, oh well, the car maker they say to do it one way, but I'm just going to do what I want to do. Dù bạn là ai. No matter who you are. Tổng thống của một nước. You could be the president of a nation. Vua của một nước. A king of a country. Nhưng mà nếu bạn bước đến và bạn không làm đúng theo như tiêu chuẩn của nhà thiết kế đã thiết kế nên xe của bạn. But if you don't operate the vehicle according to the way that the car maker tells you to, thì xe của bạn sẽ không hoạt động. Then your car won't work. Nước chất lỏng nào cũng là chất lỏng. Any liquid is any liquid. Đổ xăng là đổ nước cũng. Whether you think, oh, I can put in gas, I can put in water. Nghe quen hơn chưa? Does it sound familiar? No. Chúa nói chuyện của Chúa. God, talk what you want to talk. Nhưng mà con sẽ làm theo. But I'm going to do what I want to do. Con muốn làm gì con làm. And God is saying, you can do what you want. Nhưng mà con sẽ gặt lấy cái hậu quả nếu con không nghe theo lời chỉ dẫn của ta. You will suffer the consequences if you don't go according to my word. Anh chị em, Chúa ngài đã định cho đời sống của chúng ta. My brothers and sisters, God has already determined for our lives. Để chúng ta có thể hoạt động một cách tối đa. So for us to be able to operate at our maximum potential. Thì cuộc đời của chúng ta phải được hướng dẫn hoạt động trong một cái môi trường của đức tin. We have to be led and we have to operate in a spiritual atmosphere. Of faith. Of faith. Và tình yêu thương. And love. Bởi vì người công bình sống bởi đức tin. Because a righteous man lives by faith. Chúng ta đức tin là nhiên liệu mà chúng ta hoạt động. The faith is the foundation by which we operate in life. Và Đức Chúa Trời hứa rằng ngài sẽ ban cho chúng ta sự ban thưởng của ngài. His reward. Nhưng mà ngài nói với chúng ta rằng ngài không vừa lòng chút nào khi chúng ta đến với Chúa mà không có đức tin. But he says he is displeased when we come to him lacking faith. Nên chúng ta phải bước đi trong đức tin. So we must walk in faith. Mà bước đi trong đức tin là to walk in faith means that
Chúng ta phải đặt lòng tin nơi Chúa. That we put our faith completely in the Lord. Và tin rằng những gì Ngài nói là chân lý. And to believe that whatever He says is truth. Thì như vậy chúng ta mới thật là bước đi trong đức tin. It's truly walking by faith. Chúng ta có nghe những người họ nói rằng đi trong đức tin luôn chưa? You've heard people say that, right? Walking by faith. Nói rằng không có biết đường đi nhưng mà thôi cứ đi theo đức tin. They say I don't know where I'm going but I'm just going to walk by faith. Lên xe chúng ta and lái. They go in the car, they start driving. Nhất là tại thành phố Houston này. Especially in Houston. Mà chúng ta lái trong đức tin. And you drive by faith. Không biết hướng đi mà lái trong đức tin. You don't know where you're going but you drive by faith. Sẽ tốn rất là nhiều tiền xăng. You're going to use a lot of gas money. Hoặc là có thể tốn cái tánh mạng của mình. Or even your own life. Chúng ta phải để cho lời của Chúa hướng dẫn chúng ta. We have to allow the word of God to guide us. Và chúng ta phải sống trong tình yêu thương. And we have to live in love. Vì Chúa Ngài đã định như vậy. Because God wants us that Chúa way. Muốn chúng ta sống trong tình yêu thương. He wants us to live in love. Bởi vì nếu không có tình yêu thương, because without love, chúng ta sẽ rất là ích kỷ. We're going to be selfish. Thì những gì Đức Chúa đã ban phước trên chúng ta. And what, because whatever God blesses us tiềm năng with, mà Chúa đã định the potential that He's put in within us, chúng ta sẽ không cần phải khai phóng, không cần phải. We will feel no need to release it or to grow it. Bởi vì chúng ta không muốn ai được phước bởi because cuộc đời của mình. Because we don't want anybody to be blessed by our lives. Nhưng mà chúng ta phải sống trong tình yêu thương. But we have to live in love. Thương người lạc mất. To love the lost. Thương những người đang có cần. To love those who are in need. Thương những người mà Chúa Ngài đặt để chúng ta sống ở giữa họ. To love those people where God has placed to live in. Nhất là tình thương dành cho những người lạc mất. Especially I'm talking about that love for the lost. Bởi vì không có Chúa. Because without Christ. Thì dù họ là ai trong no cuộc đời này. No matter who they are in this world. Họ sẽ đời đời chết mất. They will die an eternal death. Họ qua đời mà không có Chúa trong cuộc đời if they die without knowing Christ. Không có tình yêu thương. Without love. Chúng ta sẽ nói rằng nó chết we'll tại say, nó. Well, whatever. Nhưng mà khi có tình yêu thương, but when we have love, chúng ta sẽ sống we'll mỗi ngày chúng ta way, muốn cứu được nhiều người càng tốt trong every day của Chúa. You want to save the lost around you. Anh chị em, khi một người không còn có tình yêu thương, when someone is no longer has love in their life, thì không còn là một con người nữa. They're no longer a person, really. Cho nên trong tiếng Việt của chúng ta có so cái in chữ the Vietnamese, there's a word. Inhuman. Inhuman. Đó là khi chúng ta sống mà không có tình yêu thương. That is, whenever we live without love, thì chúng ta biết rằng chúng ta sẽ được dán cho cái nhãn đó là một cái người bất nhân. Then we'll be labeled as inhumane. Vì chúng ta sống chỉ còn biết của chính mình mà thôi. Because you live life in a way where all you know is yourself. Chìa khóa thứ ba chúng ta cần phải biết mục đích của mình. The third key is that we must know our purpose. Mọi sản phẩm hiện hữu cho một mục đích. Every creation has been created for a purpose. Vì mục đích mà muôn vật đã được dựng nên. And the purpose by which all creation was made. Đức Chúa đã dựng nên mỗi một chúng ta cho mục đích. God created each and every one of us for a purpose. Đó là lý do tại sao that is the reason why VBC Houston, we have the vision. Giúp đỡ cho tất cả mọi người khám phá ra được mục đích của mình. To discover their purpose. Vì 87% con cái của Chúa khắp nơi trên thế giới đó, 87% là chưa bao giờ biết mình đã được dựng nên cho mục đích nào. Because 87% of the population of the world do not know the purpose for why they're living. The population of Christians. Oh, sorry, populations of Christian. 87% of the populations of Christians do not know why they are living. Bởi vì họ nói rằng tôi tin Chúa vậy là đủ rồi. Because they think, oh well, I've accepted Christ, that's enough. Tôi tin Chúa được lên thiên đàng là tốt rồi. If I get to go to heaven, that's good enough. Đâu cần phải biết mục đích mục tiêu. I don't need to know about purpose. Nhưng mà Chúa ngày dài chúng ta but rất God là teaches nhiều us many times. Rồi một ngày chúng ta sẽ đứng và trả lời trước mặt Chúa. We're going to stand before Him and we have to answer. Chúa sẽ gọi các đệ tớ đến. That the master will call his servants. Ngươi đã làm gì với tài năng mà ta đã cho ngươi? With the talents that I've given you. Làm lợi ra hay là đem have you nó? Been more productive or did you bury it? Anh chị em, chúng ta cần phải để ý đến cái lời chỉ dẫn đó của Chúa. And we have to read and make sure that we pay attention to the Word of God. Khi chúng ta biết mục đích của đời sống. That when we know our purpose for living. Chúng ta sẽ sống một cách hết sức là phước hạnh. We'll live in such a way that's full of God's blessing. Và mục đích cũng sẽ dẫn đến trách nhiệm. And that purpose will give us responsibility. Trách nhiệm đòi hỏi. Responsibility is going to require. Để có thể khai phóng được. The potential that needs to be released. Vì chúng ta chịu trách nhiệm trước mặt Đức Chúa Trời. Because we have responsibility before Christ. Ngài đặt những tiềm năng ở trong chúng ta. He puts potential in us. Như khi Chủ trước khi đi xa. Just before the master goes far away. He calls all of his servants, the three servants to him. He gives each of them 5 talents. Giao cho một người kia 2 talents. And he gives the other one 2. And the final one, 1. Chủ giao cho tiềm năng. The master
gives them potential. Cái người biết mục đích của đời sống của mình. The person who knows the purpose for their living. Và thấy cái trách nhiệm. And recognizes the responsibility that they have. Đem lấy năm cái talent mình có. Takes his five talents. Đem vào làm lợi nó gấp đôi. And goes and he makes and he doubles it. Khai phóng cái tiềm năng của mình. He releases his potential. Và khi chủ trở về. And whenever the master comes back. Trình dâng cho chủ. And then he displays it for the master. Chủ giao cho tôi năm talent. Master, you gave me five talents. Tôi đã làm lợi gấp đôi. Now I've doubled that. Chủ nói rằng hỡi đệ tớ ngay lành tin tín. My good and faithful servant. Được lắm. Very good. Hãy đến và hưởng phước của Go người. And receive the blessing, your reward. Người có hai talent cũng nói như vậy. The second, the person who had two talents, he said the same thing. Chủ cũng khen và the master also đi và hưởng phước của Chúa của họ. Blessed him and said, go and receive your reward. Và Chúa đòi hỏi cái trách nhiệm nơi cái người có một talent. But then, the master looks to the person who had the one talent. Chúa nghe mắng nó. And he disciplined him. Hỡi rebuke him. Rebuked him. Đó là hỡi đệ tử biến nhát gian ác kia. You servant, you evil servant. Anh chị em tiềm năng mà chúng ta không khai phóng. The potential that we do not release. Trước mặt Đức Chúa Trời. Before God. Đó là một điều rất ác trước mặt Chúa. That is very evil in the eyes of God. Bởi vì có những phát minh chúng ta có thể phát minh Because được. Because there's inventions that you could create. Có những sứ điệp chúng ta có thể There's giảng. There's messages that you can preach and share. Có những con người mà chúng ta có There's thể gặp people đó. People that when you meet them, để họ có thể được cứu. They can be saved. Cuộc đời của họ có thể Their được cứu. Their lives can be built. Tiềm năng của một gia đình hạnh phúc. You have the potential of a blessed family. Và khi chúng ta sống và bày tỏ cái tiềm năng đó một gia đình đầy hạnh phúc. And whenever you live in a way that displays the potential of a blessed family, thì nhiều người sẽ được then many bên. People will be drawn to the Lord. Và họ sẽ được giúp đỡ. And they'll be able to be helped. Để họ sẽ có một hôn nhân hạnh phúc. So they can have a blessed marriage. Họ cho con cái của họ. So their children cũng được lớn lên và can also could be grown and nurtured in a family that thì is blessed and holy. Cho đến thế hệ khác trong tương lai. Generation to generation in the futures. Thật là phước hạnh để có được một cái gốc một hết sức là quan trọng như vậy. They would be blessed because they have such a great foundation in the Lord. Anh chị em, đây là điều mà Đức Chúa Trời Ngài rất muốn chúng ta nhận biết. My brothers and sisters, this is something that the Lord really wants us to know. Chúa Ngài dựng nên chúng ta và ban cho chúng ta một cuộc sống đầy tiềm năng. And given us a life full of potential. Và mục đích một cách rất là rõ ràng để and chúng ta sống. A very clear purpose. Có một số mục đích đã bày tỏ ra trong đời sống cho tất cả chúng ta. There's a few purposes that have been displayed for all of us. Đức Chúa Trời với sự khôn ngoan lớn lao của Ngài God in His ultimate wisdom, He has a plan. Và Ngài cho chúng ta một số những cái mục đích để chúng ta khai phóng tiềm năng của mình đến mức tối đa. And He gives us a purpose to be able in a way to release our potential to the full maximization. Có bốn câu hỏi mà chúng ta cần đặt với chính mình. There's four questions that we have to ask ourselves. Trọng tâm của đời sống của tôi là gì? What is the center of my life? Chúa Ngài phán rằng Ngài dựng nên tôi để biết Chúa và yêu Ngài. God created me so I would know Him and love Him. Ở trong Matthew chương 22 câu số 37. Whenever you look at Matthew chapter 22 verse 27. Đức Chúa Giêsu phán rằng, ngươi hãy hết lòng, hết linh hồn, hết ý mà yêu mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi. Ấy là điều răn thứ nhất và lớn hơn hết. Matthew chapter 22 verse 37, the word of the Lord says, love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind. Và câu hỏi thứ hai của chúng ta là mục tiêu của đời sống của tôi là gì? The second question that we must ask is what is the objective of my life? Chúa phán rằng Ngài dựng nên tôi để trở nên giống như Đấng Christ hơn. And God responds is saying that God created you, I created you so that you become more like Christ. Roma chương 8 câu 28. When you look at Romans chapter 8 verse 28. Và chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho kẻ được gọi theo ý muốn Ngài đã định. And we know that all things work for the good of those who love Him, who have been called according to His purpose. Và câu 29 là những kẻ mà Ngài đã biết trước và Ngài đã định để làm con cả ở giữa. And when we talk about verse 29, it says, "For those God foreknew, He also predestined." Cảm ơn Chúa vì Chúa Ngài đã định cho đời sống của chúng ta. We praise God because God has already predestined things for our lives, and that is He created us to become more like Christ every day. Đó là chỗ mà chúng ta được phục hưng đến. That is the place where we are revived. Bởi vì ban đầu Đức Chúa Trời dựng nên chúng ta theo ảnh tượng của Ngài. He created us in His likeness, in His image. Nhưng mà tội lỗi và Satan đã làm cho chúng ta bị biến dạng. Caused us to be stuck
deformed. Và chúng ta không còn nhìn giống Đức Chúa Trời. And we no longer look like Christ. Nhưng mà khi chúng ta được cứu và phục hồi. But when God saves us and causes us to be restored. Chúng ta trở nên giống như Đấng Christ. The goal is for us to become more like Christ. Amen. Amen. Cho nên chúng ta cần kiểm chứng lại đời sống của chúng ta hàng năm như thế này. We have to reevaluate our lives yearly. Tôi thường đặt một cái kế hoạch, đó là những ngày cuối năm tôi dành riêng thời giờ để đứng ở trước mặt Đức Chúa Trời và xét nghiệm xem cuộc đời của mình như thế nào. For my own life, I take the end of every year to come to the Lord and evaluate my life. Câu hỏi của tôi and my question is, before the Lord is, không dám che giấu gì hết. I don't dare to hide anything, Lord. Đó là giây phút này của năm. In this time of this year, tôi có giống như Đấng Christ hơn đầu năm hay không? Do I look more like Christ than I did at the beginning of this year? Năm nay tôi có giống hơn Đấng Christ hơn năm ngoái hay không? And this year, do I look more like Christ than I did last year? Bởi vì trở nên giống như Chúa là một tiến trình. Because becoming more Christ-like is a journey. Và Chúa ngài muốn chúng ta cứ mỗi ngày được trở nên giống như Đấng Christ. Every day to become more like Christ. Nếu chúng ta không bám chặt lấy Chúa, if we don't cling closely to God, thì chúng ta thấy rằng có thể suốt một năm trôi qua. It could be that a whole year you find yourself at the end of the year. Chúng ta nhìn mình, chúng ta không giống hơn Chúa. You don't look more like Christ. Mà giống ai? You look like something else, someone else. Đó là điều mà chúng ta cần phải thận trọng. That's something that we must take very seriously. Thứ ba, chúng ta cần đặt câu hỏi là tôi sẽ đóng góp gì vào đời sống này. The third question is, you say, what am I going to give into this life? How am I going? What can I invest? Lời của Chúa phán là Chúa dành nên tôi để phục vụ. The word of the Lord says that we are created to serve. Phi-e-rơ thứ nhất chương 4 câu 10. In 1 Peter chapter 4 verse 10. Mỗi người trong anh em hãy lấy ơn mình đã được mà giúp lẫn nhau. Khác nào người quản lý trung tín giữ các thứ ơn của Đức Chúa Trời. Each of you should use whatever gift you have received to serve others as faithful stewards of God's grace in its various forms. Cho anh chị em, hội thánh của Chúa tại đây chúng tôi tha thiết và nhiều khi giống như muốn năn nỉ đó. And so church, you see here, our church here at VBC Houston, we go after you, we implore you, we almost beg you. Đó là chúng ta cần phải biết mình có ơn gì. Is that you have to know what gifts you have. Mỗi người anh em hãy lấy ơn mình đã được mà giúp lẫn nhau. It says each of you should use whatever gift you have to serve others. Khác nào người quản lý trung tín giữ các thứ ơn của Đức Chúa Trời. Just as faithful stewards of God's grace in various forms. Chúng ta phải trung tín. We have to be faithful. Mà quản lý các thứ ơn của Chúa. And to use our gifts. Quản lý có nghĩa là to steward our gifts. Cai quản, chúng ta làm lợi ra những gì đã được giao trong tay chúng ta. And to steward our gifts means that we take whatever we have, distributing it, using it accordingly. Ephesians chương 2 câu số 10. Let's look at Ephesians chapter 2 verse 10. Vì chúng ta là việc ngài làm ra, đã được dựng nên trong Đức Chúa Jesus Christ để làm việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn trước cho chúng ta làm theo. For we are God's handiwork, created in Christ Jesus to do good works which God prepared in advance for us to do. Chúng ta đóng góp vào hội thánh, đóng góp vào xã hội, đóng góp vào thế giới này. My brothers and sisters, when we give into the church, whenever we give into the community or even the society, when we give into the world, chúng ta khai phóng tiềm năng của mình để chúng ta làm điều tốt cho muôn người. You're releasing your potential to be a blessing to mankind. Câu hỏi thứ tư là đời sống tôi sẽ truyền rao điều gì? The fourth question is, what is my life going to share? What is it releasing? Chúa phán rằng Chúa cứu để tôi rao báo cho người khác về Ngài. God responds in his words that you are saved so that you can tell others about him. Anh chị em, mỗi việc chúng ta làm đều rao báo một sứ điệp gì đó. My brothers and sisters, everything, every action that we take, every word that we speak is speaking a message to others. Từ quần áo chúng ta mặc, from the clothes that you wear, chúng ta cũng đang rao báo một sứ điệp gì đó. You are sharing a message with somebody. Cho nên chúng ta cần để ý đến cái sứ điệp gì chúng ta muốn bày tỏ ra. What kind of message are you sharing to others? Cái lối sống của chúng ta cũng bày tỏ ra. The way that you live also preaches a message. Những người xung quanh của chúng ta họ quan sát lên chứ. People around us, they're watching. Một trong những điều rất là được khích lệ trong những ngày gần đây. One of the things that's been very encouraging in most recent times. Đó là người láng giềng của chúng tôi. And that is my neighbor. Bà là một nha sĩ. She is a dentist.
Và một hôm tôi đang dọn dẹp sân của tôi thì And one day I was doing the yard work and she came and talked to me. Nói rằng, and she said, vợ chồng chúng tôi nhìn ra cửa sổ. My husband and I, we look out of our window. Và chúng tôi rất là được khích lệ khi thấy nhà encouraged. Tối nào cũng đầy xe phía trước. Every evening, your house is full of cars. Và biết rằng đó là xe của các con. And I know that those are the cars of your children and their families. Họ nói trong thế giới ngày hôm nay, they say in today's society, làm sao quý vị có thể quy tụ con của mình về nhà của mình mỗi ngày như vậy? How is it that you can get your children to come to your house every night? Họ nói rằng chúng tôi rất là ao ước được điều này. And she said to me, I desire this for my own life. Nhưng mà khi tôi ngỏ lời với hai con, but whenever I invite my two children, thì chúng nó trả lời rằng, they say, không có cách nào, no way. There's no way I can come over today. Khi con đi học xong, whenever they're done with their schooling, con sẽ tìm việc làm. I've got to find a job. Và đi càng xa càng tốt. And the further I go, the better. Và họ năn nỉ tôi. And they begged me. Họ rằng có hôm they nào said, hôm qua ông nói chuyện với các con của tôi dùng. Is there any way that you can come and talk to my children to convince them to come visit us? Chẳng người ta để ý chúng ta. My brothers and sisters, people, they notice the way that we're living. Rồi họ nói rằng. And they say. Nhưng mà trong những tháng gần đây thì chúng tôi không thấy xe đến thường xuyên giống. She said to me, she noticed, you know, but in the most recent months, I noticed that I haven't seen the cars come over as often. Tôi nói rằng suốt trong năm nay, and I said throughout the past year we've had the service nhà thờ. To have prayer services at our church every evening. Tôi rằng mỗi buổi tối and I say every evening we go to church and we pray. Thì bạn ngạc nhiên mà hỏi gì and she was surprised. She says, the same people? Đến mỗi ngày. Coming every day? Chuyện này tôi cũng chưa bao giờ nghe. I've never heard of this. Hỏi gì, nhà thờ của anh ở đâu? She says, where is your church? Chúng tôi nói về địa chỉ của chúng ta. And I gave her our address. Tôi nói đừng ngạc nhiên. And I said, don't be surprised. Sẽ có một ngày. There's going to be one day. Vợ chồng của tôi sẽ đến. The, oh, she said to me, don't be surprised. One day we will come to your church. Và chúng tôi muốn đến hội thánh của quý vị. And we want to come there. Để coi rằng quý vị có cái công thức, có secret sauce nào. Whatever kind of secret sauce you may have. Mà quý vị có thể quy tụ con cái về nhà của mình mỗi ngày. To your house every day. Và con cái của Chúa ở trong hội thánh đến để cầu nguyện mỗi ngày. Your believers in the church, they come to church every day. Anh chị em. My brothers and sisters, every day, our lives preach a message. Cho nên hãy để ý đến chúng ta đang giảng sứ điệp. So pay attention, what kind of message are you preaching? Chúng ta đang giảng một cái sứ điệp, một cách tiêu cực như những thống kê ở ngoài. Are you preaching a message that shows a life full of suffering and challenges, just like the statistics out in the world? Đời sống rất là khó khăn. Oh, life is so hard. Con cái hư hỏng là chuyện tự nhiên. My children are so bad. Nhưng chúng ta không chấp nhận điều but đó. No, we can't accept that. Chúng ta muốn đời sống của chúng ta we có want một bài giảng rất là tốt đẹp về Chúa của chúng ta. A message that preaches out the goodness of God. Amen, anh chị em. Amen. Ở trong Công vụ chương 20 câu 24 nói. In Acts chapter 20 it says. Nhưng tôi chẳng kể sự sống của mình là quý, miễn chạy cho xong cuộc đua tôi và chức vụ tôi đã lãnh nơi Đức Chúa Giêsu để làm chứng về tin lành. Của ơn Đức Chúa Trời. However, I consider my life worth nothing to me. My only aim is to finish the race and complete the task the Lord Jesus has given me, the task of testifying to the good news of God's grace. Một lần nữa, Ephesians chương 2 câu số 10. And again, let's read Ephesians 2:10 one more time. Vì chúng ta làm việc Ngài làm ra đã được dựng nên trong Đức Chúa Giêsu Christ để làm việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn trước cho chúng ta làm theo. For we are God's handiwork, created in Christ Jesus to do good works, which God prepared in advance for us to do. Có những việc lành mà Chúa sắm sẵn trước cho chúng There's ta. There's good works that God has already planned in advance. Và Ngài cũng đã kế hoạch để And He already has the plan. He's predestined and given us a potential. Ngài chờ chúng ta hạ mình đủ. And He's waiting for us to humble ourselves. Chết với con người bản ngã. To die to our flesh. Tan vỡ cái vỏ bên ngoài. To break open that outer shell để thánh linh của Chúa, so that the Spirit of God, the potential of God can be released in our lives. Amen. Amen. Chìa khóa thứ tư. The fourth key. Bạn cần phải hiểu tài nguyên của mình. You have to understand your resources. Lời của Chúa rằng là người the Word of God says that man does not live by bread alone, bạn là nhờ mỗi lời nói ra but by the word that comes out from the mouth of God. Một vụ hoạt động dựa trên vốn liếng duy nhất mà chúng ta có được ở trong tay. The work that we do is dependent upon what resources we have in our hand. We have the only commodity that we have for ministry. Cái vốn liếng duy nhất của chúng ta
Đó là sự sức dầu của Chúa. The only commodity that we have for ministry is the anointing of God. Tức là quyền năng cụ thể của Đức Chúa Trời. That is the power of God. Chứng nhân phải được mặc lấy quyền. Witnesses have to be clothed by the Holy Spirit. Nên chúng ta cần phải biết chúng ta có cái gì. So we have to recognize what is it that we have in our lives. Chúng ta có Đức Chúa Trời trong chúng ta. We have God. We have His Spirit within us. Chúng ta có Chúa toàn năng đang ở trong chúng ta. We have the Almighty God living in us. Chúng ta có quyền năng tối thượng của Đức Chúa Trời đang ở trong chúng ta. We have the ultimate power of God in us. Anh chị em, quyền năng đó rất lớn. That power is mighty. Quyền nó đang chờ chúng ta. And that power is waiting for us. Bể cái vỏ bên to ngoài. To break our outer shell, our alabaster jar, and to die to our flesh. Để Chúa tự do hành động so that God can freely work in and through us. Amen. Amen. Chìa khóa thứ năm của chúng ta đó là. The fifth key is. Bạn cần phải có đúng môi trường. That you must have the right environment. Anh chị em, chúng ta không thể nào lấy cái chiếc xe chúng ta đem xuống nước chúng ta chạy. My brothers and sisters, we don't take our vehicles and take it into a lake or the ocean to drive. Và chúng ta cũng không đem một cái chiếc thuyền ở and we certainly don't biển. Take our boats và chúng ta đem lên đường xá and try ta. To ride it or drive it on land. Chúng ta phải sống đúng với cái môi we trường. Have to live according to our environment. Như Chúa đã thiết kế chúng the ta right như thế nào. Environment as God has determined. Và đây là điều rất là quan trọng. This is very important. Chúng ta cần biết we môi have trường to know của chúng ta. Our environment. Anh chị em có biết chúng ta đã được dựng nên theo môi trường nào không? Do you know what environment you were created to live in? Khi tôi học được điều này và khám phá ra điều này. Whenever I studied this, discovered it. Nó giải thích tất cả những điều it mà explained everything lời của Chúa bảo chúng that ta. The word of God tells us. Đó là chúng ta sống phải có một sự nối kết liên lạc với Đức Chúa and Trời. And that is that we have to live in a way where we have a connection with God. Và chúng ta sống and we live đầy dẫy Đức Thánh Linh. In a way filled with the Holy Spirit. Không còn là quan điểm của một hệ phái hay là của giáo hội. That we're not associated to a specific denomination. Nhưng mà chúng ta biết rằng. But we must know. Chúng ta chết nếu chúng ta không nối liền với Đức Chúa Trời. That we would die if we were not connected with the Lord. Anh chị em, chúng ta trở lại với Sáng Thế Ký để chúng ta. My brothers and sisters, let's go back to Genesis. Đây là điều hết sức là quan trọng. This is so important. Tôi cầu nguyện để tất cả chúng ta and sẽ tập trung để chúng ta học đây này. That each and every one of us that you'll be able to focus right now to learn this. Chúa là môi trường sống của chúng ta. God is our environment by which we live. Cho tôi chứng minh cho anh chị em. Let me prove it to you. Khi Chúa ngài muốn dựng nên cây cỏ. Whenever God wanted to create grass or plants and trees. Ở trong Sáng Thế Ký chương 1 câu 11. When we talk, let's look at Genesis chapter 1 verse 11. Đức Chúa Trời lại phán rằng. God said. Đất phải sanh cây cỏ, cỏ kết hộp giống, cây kết quả tùy theo loại mà có hộp giống ở trong mình trên đất thì có như vậy. Let the land produce vegetation, seed-bearing plants and trees on the land that bear fruit with seed in it, according to their various kinds, and it was so. Như vậy khi muốn dựng nên cây cỏ, so whenever you want to have trees, what did God speak to? Chú phán với gì anh chị em? What did he speak to? Đất. He spoke to the land. Nghe nói rằng đất phải sanh cây cỏ. He says, let the land produce vegetables. Rồi bây giờ chúng ta xem Chúa khi ngài muốn dựng nên các vật sống ở trong nước. And then now let's look at the verse where it says God wants to have creation in the water. Sáng Thế Ký chương 1 câu 20 nói. We're looking at verse 20 now out of chapter 1. Đức Chúa Trời lại phán rằng. And God said. Nước phải sanh các vật sống cho nhiều. Và các loài chim phải bay trên mặt đất trong khoảng không ở trên trời. Let the water teem with living creatures and let birds fly above the earth across the vault of the sky. Như vậy khi Chúa muốn dựng nên các loài sống trong nước thì Đức Chúa Trời phán. So when God wanted to create living creatures in the water, what did he speak to? Ngài phán với. He spoke to. Nước. The water. Cảm ơn Chúa. Praise the Lord. Bây giờ chúng ta hiểu lý do tại sao. And now let's look at the why. Nếu chúng ta nhổ một cái cây ra khỏi đất. If we take a tree and we lift it out of land. Soil. Thì chuyện gì xảy ra cho cái cây what đó? What happens to that tree? Nó chết. It tại dies. Sao? Why? Tại vì đất là môi trường sống của cây. Because soil is the environment that trees must be in. Cá nếu chúng ta bắt ra khỏi nước thì chuyện gì xảy ra cho nó? When you take a fish out of water, what happens to it? Nó chết. It dies. Tại sao? Why? Vì nước là môi trường sống because của cá. Because water is in the environment in which fish must live. Như vậy chúng ta thấy rằng khi Đức Chúa Trời ngài phán với điều gì thì so điều đó
chính là cái môi trường sống cho cái vật mà Chúa ngài muốn dựng nên. Whatever God spoke to, it was the environment for which the creation was supposed to live in. Khi Chúa ngài muốn dựng nên các loài vật sống ở trên mặt đất. Whenever God wanted to create living creatures on the land. Thì sáng thế ký chương 1 câu 24 nói. Then Genesis chapter 1 verse 24 says. Đức Chúa Trời lại phán rằng. And God said. Đất phải sanh các vật sống tùy theo loại, tức súc vật, côn trùng và thú rừng tùy theo loại, thì có như vậy. That the land produced living creatures according to their kinds, the livestock, the creatures that move along the ground, and the wild animals, each according to its kind. And it was so. Khi chúng ta bắt con vật sống ở trên đất mà chúng ta đem nó xuống nước, chúng ta thả nó, thì chuyện gì xảy ra? Whenever you take a land animal and you make it try to live in the water, what happens? Nó mọc đuôi, nó bơi phải không? Does it grow gills and fins and start to live? Darwin nghĩ như vậy. Darwin thought this. Nhưng mà Đức Chúa Trời ngài nghĩ khác. But God thinks differently. Cho rằng nó sẽ chết. He says it's going to die. Bởi vì khi Chúa phán với đất. Because when God spoke to the land. Thì ngài đã định rằng. Then he determined that all those living creatures are going to live on the land. Bây giờ Đức Chúa Trời phán gì khi ngài muốn dựng nên con người chúng ta? Now let's look and see what God spoke to whenever he created mankind. Sáng thế ký chương 1 câu 26. Let's look at Genesis chapter 1 verse 26. Đức Chúa Trời lại phán rằng: Chúng ta hãy làm nên loài người như hình ta và theo tượng ta, đặng quản trị loài cá biển, loài chim trời, loài súc vật, loài côn trùng bò trên mặt đất và khắp cả đất. Then God said, Let us make mankind in our image, in our likeness, so that they may rule over the fish in the sea and the birds in the sky, over the livestock and all the wild animals, and over all the creatures that move along the ground. Như vậy khi muốn dựng nên loài người, Đức Chúa Trời đã phán với điều gì? So when God created mankind, who did he speak to? Anh chị em không dám nói hay là anh chị em biết rồi không muốn nói. Do you not dare say the answer? Ngài phán với chính mình ngài. He spoke to himself. Chúng ta hãy làm nên loài người. He says, "Let us make mankind in our image, in our likeness." Như chúng ta bắt cá ra khỏi nước, nó chết. In the same way that we take fish out of water, it will die. Như chúng ta nhổ cây ra khỏi đất, nó chết. In the same way that we take a tree out of soil, it will die. Khi chúng ta tách rời với Đức Chúa Trời, chúng ta chết. Mankind away from God. If we separate ourselves from God, we will die. Đức Chúa Trời là môi trường sống của chúng ta. Because God is our environment by which we're supposed to live. Anh chị em hiểu được điều này. When we understand this, anh chị em sẽ biết một cách rất là rõ ràng. You'll know very clearly. Trừ trường hợp con người của chúng ta quay trở lại với chính Đức Chúa Trời của mình. Until mankind returns to his Creator, Lord God. Con người chết. Man will die. Chết đời đời. To die an eternal death. Nhưng mà khi chúng ta được nối kết trở lại. But whenever we're connected with God. Lúc bây giờ chúng ta and it's được then that we can be saved. Và một khi chúng ta hiểu and được once này, we understand this. Chúng ta sẽ không để cho những con người chúng ta quen biết thân thương của chúng ta. We won't let our loved ones, the people that we know, our neighbors. Tiếp tục chạy và nối kết đời của họ vào Đức Phật Thích Ca. Hay là Mary, to live in a way where they connect themselves to Buddha, to Mary. Or any other lowercase God. Chỉ của Đức Chúa Trời là môi trường sống của chúng ta. The Almighty God who is our environment by which we should live. Và đây là sự cứu rỗi duy nhất mà con người chúng ta có thể only salvation bước qua để nhận được sự that cứu rỗi mankind can receive to have eternal life. Amen, anh chị em. Amen. Anh chị em được thuyết phục không? Do you get it? Amen. Amen. Phải biết môi trường sống you của have chúng ta. To understand the environment that you should be in. Anh chị em, đây là điều nó đốt cháy ở trong tâm lòng this của tôi is something mỗi ngày. That burns within me every day. Và tôi biết rằng because I know tất cả những người tôi nhìn thấy họ that whoever I'm looking at dù họ là triệu phú hay là tỷ phú whether they're a millionaire or a billionaire họ là tổng thống hay whether là they're họ là giám đốc của công ty or they're the CEO of a company nếu họ không có mối liên hệ với Đức Chúa Trời, do not have a relationship with God, thì bất cứ lúc nào, then at any moment, tim của họ ngừng đập, their heart could stop beating, hơi thở không còn trên and they could no longer have breath in their lungs, họ sẽ đi vào sự and they're going to go into eternal death. Trong đó có luôn cả con cháu của chúng ta trong nhà những người thân thương. In that, it includes your children, their children, your loved ones in your family. Hãy biết môi trường sống của so chúng ta. So know the right environment by which you're supposed to live. Và một khi chúng ta ở trong đúng môi trường. And once you live in the right environment, thì chúng ta có thể sống một cách rất là tự nhiên và đầy sự sống. Then you can live in a very, in a way that's very fulfilling and full of life. Amen, anh chị em. Amen.
Cá khi nó ở trong nước. Fish, whenever it lives in the water. Nó bơi lội một cách tự nhiên, nó sống bởi vì it nó là môi trường so freely because that's the right environment for it. Nhưng mà nếu chúng ta đi ra bờ biển, chúng ta đi ra bờ hồ. But whenever we go to the lakeside or at the beach. Và chúng ta thấy một người đang đứng câu cá. And we see a person fishing. Và chúng ta đi ngang. And we walk by. Và chúng ta thấy trong thùng có mấy con cá. And we see the fish in the bucket that they've caught in the bucket now. Chúng ta hỏi. And you ask. Nó còn sống không? Is it still living? Phải không chị em? Right? Bởi chúng ta biết chắc chắn rằng những cái con cá này nó ở trong cái thùng này trước sau gì nó cũng sẽ chết. You ask the question because you know that once the fish has been removed from the water and they're living in this bucket, sooner or later it's going to die. Cho nên cái thắc mắc của chúng ta là so nó the còn question sống is, không? Is it still living in that bucket? Still alive. It's still alive in the bucket? Không có ai đứng ở trên bờ hồ là bờ biển mà nhìn xuống mấy con cá dưới hỏi còn sống hay là không. There's nobody that stands on the lakeside looking into the lake water talking to the fish saying, "Hey, are you still alive?" Tại sao vì những con Why? Cá đó, những con Because those fish, sống ở trong nước đó. They're living in their environment. Nó đang sống ở trong môi trường của nó. Amen. 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 Hiểu biết được môi trường này cũng sẽ giúp cho chúng ta sẽ không bao giờ ngừng sự cầu nguyện tương giao với Đức Chúa Trời của chúng ta. When you understand this principle of living in the right environment, then you'll continually be in the Word. You'll continually be in prayer. You will never stop. Anh chị em, khi chúng ta thấy một người mà không có cầu nguyện nữa, không đọc Kinh Thánh nữa. When you look at a person who no longer prays and no longer reads their Word, chúng ta được quyền để đến gặp họ và hỏi. You have the right to come up and ask them. Còn sống không? Are you still living? Tại sao? Are you still alive? Why? Mọi người sống không phải chỉ nhờ bánh mà thôi. Because mankind does not live by bread alone. Nói ra từ miệng Đức Chúa Trời. But by living by the word of God. Trừ trường hợp kiêng ăn. Outside of fasting. Nhịn ăn thời gian dài sẽ chết. Outside of fasting, if you do not eat for a very long period of time, an extended period of time, you will die. Anh chị em có muốn tôi gặp anh chị em còn hỏi? Do you want me không? To come up to you and say, "Are you still alive?" Thật ra không cần hỏi. Truly. We don't even have to ask that question. Có những người trong There's people kinh nghiệm và những gì Chúa dạy cho chúng tôi biết. Who have experience and the revelation from the Holy Spirit. Nhìn bầy chiên mà mình they can dẫn look dắt. At the sheep that they're shepherding. Tôi có thể từ đây nhìn xuống và biết I ai can stand là người here đang sống and know khỏe mạnh ở trong Chúa. Who's living strong and alive in the Lord. Và ai là những người and who are the đang ones ngáp ngáp giống như là who are, cá mà nó sắp sửa tắt hơi rồi đó. You're barely hanging on, you're barely breathing like a fish that's about to die. Miệng là chỉ còn có the mouth just goes like this. Nhưng mà khi chúng ta ở trong môi trường của mình, but when we live in the right environment, chúng ta chẳng những sống động, not only are we mobilized, we are full of action. Nhưng mà chúng ta cũng có thể sản sinh ra theo như kế hoạch mà Đức Chúa Trời Ngài đã định cho chúng ta. But then you can also produce according to God's plan. Một cái cây mà được Đức Chúa Trời Ngài đã ban phước và dựng nên. A tree that God has blessed and created. Ngài truyền lệnh rằng cây He commands it that the tree will have seed. Và trong những hạt giống and đó có within mầm each sống. Seed there's life. Thì mầm sống đó sẽ and phát that life is going to grow. Và Đức Chúa Trời dựng nên muôn loài đều and có God mầm sống. And God created every creation, mankind, to have a seed of life. Cho nên một cái cây mà nó sống đúng ở trong môi trường của nó. So a tree that's living in the right environment và nó tiếp tục được and continues to be connected từ nơi đất to receive its source from the soil thì không có gì để chúng ta thắc mắc là nó có kết quả hay là không. And there's no reason to wonder if it's going to be fruitful or not. Nhưng mà khi chúng ta bắt đầu nhổ một cái cây ra khỏi đất but whenever we take a tree out of its soil thì chúng ta sẽ gặp trở ngại. Then there will be an issue. Nó giúp dưỡng và nó bị héo, nó gặp những sự khó khăn bởi vì nó không có nhận được cái going, sự sống. The tree begins the journey of death. Trong cái môi trường của nó. It's thì going chúng ta to be, thấy rằng sống còn không nghĩ, dám nghĩ đến huống chi là kết quả. The tree is on the way to the journey of its own death. And so we know that it's not going to bear fruit. It's not even going to live, much less bear fruit. Anh chị em, xin chúng ta cùng lớn tiếng nhắc lại, môi trường sống của chúng ta là gì? What? Let me say it again. What is the environment that we're supposed to be living in? Đức Chúa Trời. God Himself. Chúa chính là môi trường sống. God is our environment for living. Ba ngôi Đức Chúa Trời là môi trường sống của chúng ta. The Trinity is our environment for living. Bởi vì Ngài đã phán với chính Ngài khi Ngài dựng nên loài người chúng ta. Because He talked to Himself.
chúng ta hãy làm nên loài người theo hình ta và theo tượng ta. Make mankind in our image and likeness. Amen. Amen. Chìa khóa thứ sáu. The sixth key. Vận dụng tiềm năng của mình. You must work out your potential. Anh chị em, tiềm năng là khả năng đang ngủ yên trong anh chị em. Potential is ability that's still asleep in you. Nhưng mà khả năng sẽ vô dụng nếu không được đem ra sử dụng. But ability becomes useless if you don't actually take action. Cho nên chỉ nói không đủ. So just talking isn't enough. Sau khi công bố chúng ta phải bước ra. Saying something or declaring something, you have to step out. Sau khi chúng ta đã nói, after you've spoken the words, chúng ta bước ra và chúng ta then you have to step out and take action. Sau khi chúng ta tha thiết cầu xin, after you've prayed with the Lord and interceded, and God has poured His power out upon you, phải ra đi, you have to go out. Phải bắt tay vào làm việc, and you have to partake in the work of God. Chúng ta mới có thể khai phóng được tiềm then năng của you mình. Can release your potential. Đức Chúa Giêsu khi Jesus Christ, whenever He received the power from on high, Thánh Linh giáng xuống, the Holy Spirit came upon him. Sau khi ở dưới nước, and after being baptized in the water, Ngài đã bước lên. He arose. Kinh Thánh nói rằng, the Bible says the heavens opened up, và Thánh Linh của Chúa and the Spirit of God came upon him. Lấy hình chim bồ câu và to take an image of a dove came upon the Lord Jesus. Có tiếng phán từ trời. And there was a voice from heaven. Có một sự xác nhận từ trời. There was an affirmation from heaven. Ngài là con yêu dấu của ta. This is my beloved one. Đẹp lòng ta in whom I am well pleased. Chúng ta thấy rằng Chúa Giêsu. And we see that Jesus Christ from that moment on. Ngài đã bắt đầu bước đi. He began to walk in his life. Đầy phước hạnh. Filled with the blessing of God. Và Ngài đã khai phóng một cách trọn vẹn. And he was able to release his potential. Tiềm năng mà Ngài đã nhận được từ nơi Cha để đến thế gian này. To the maximum from what he's been given from the Lord God. Ngài có quyền để ban sự sống của Ngài. The Lord says that He is able to give His life. Và có quyền để lấy nó lại. And also take life. Và Ngài chọn ban sự sống. And He chooses to give it. He chose to give His life. He released His potential to its maximum. Để từ một Chúa Giêsu. They're from Jesus Christ. Ảnh hưởng trên 12 sứ đồ. And He affected the 12 disciples. 12 sứ đồ này. The disciples went out, continued the work of the Lord Jesus. Để nước của Chúa tiếp tục. So that the kingdom of God could continue to expand. Và hôm nay. And today, over the world that we're living. Now, có 2 tỷ người trên thế giới này đang là những người thờ phượng Đức Chúa Giêsu. There are now 2 billion people on this earth who worship Lord Jesus. Chúng ta tạ ơn Chúa. We praise God because hình ảnh của tiềm năng đã được thể hiện một cách tối đa qua chức vụ của Đức Chúa Giêsu. The picture of maximizing the release of potential has been shown through Jesus Christ. Đức Chúa Giêsu ngài đã bày tỏ. And Jesus says, quyền năng của Đức Chúa Trời. That he displayed the power of God. Khi ngài làm rất là nhiều phép lạ. Whenever he did all the signs and wonders, the miracles. Và Kinh Thánh cho chúng ta. And the Bible lets us see. Chúa muốn chúng ta cũng kết quả. That God wants us to be just as productive as Christ. Chìa khóa thứ bảy của chúng ta. The seventh key that we have. Đó là chúng ta cần phải vun sới tiềm năng của mình. Cultivate our potential. Để lời của Chúa tưới nước chúng ta. Let the word of God water our souls and our spirit. Hít thở ánh sáng của sự cầu nguyện tuôn dào của Chúa. The life of Christ as we pray and read His word. Để chúng ta hội đủ điều kiện. So that we can have everything that we need to be alive in God. Để vun sới tiềm năng của mình. So continue to nurture your potential. Cái cây mà khỏe nó mới thể kết trái. We know that a tree that is healthy will bear fruit. Cái nhành nho mà nó dính liền với gốc nho nó mới thể sanh ra kết quả. That is connected to the branches will bear fruit. Amen. Amen. Chìa khóa thứ 8 của chúng ta. So the eighth key. Chúng ta cần phải canh phòng tiềm năng we của have mình. To guard our potential. Thật là một bi kịch để chúng ta thấy một cái cây chết ở trong cái hạt. It's so incredibly sad to see the potential of a tree die within a seed. Một nhà bác học chết ở trong một thai nhi. A scientist. A scientist dying within the womb as a baby, as a child. Một tổng thống chết trước khi còn là một em bé. A president, a potential president dying even as a baby. Ở trong cuộc đời này. In this life. Thật là buồn khi điều có thể it's xảy so ra. Sad when we look at the trở what if. Điều đáng lý phải xảy ra. When we see, when we look at the what if, because it was supposed to happen. Và anh chị em rất là quan trọng. And my brothers and sisters, it's so important. Để chúng ta phải canh giữ tiềm năng của mình. That we guard our potential. Chúng ta phải bảo vệ khải tượng. We have to protect the vision. Chúng ta phải bảo vệ ước mơ của we mình. Have to protect our hopes and our dreams. Chúng ta phải giữ đời sống của mình. We have to keep our lives sống một cách trong sạch in such a way that is holy, sanctified before the Lord. Tội lỗi. We can't allow ourselves to drift into sin. Chúng ta không để cho đời sống mình chìm vào trong sự chán nản.
our lives to be taken for granted, to go into boredom. Chúng ta cũng không để cho sự trì hoãn ở trong đời sống của chúng ta. We can't allow challenges to drown us. Delay us. Và chúng ta cũng không để cho dư luận nó lên tiếng ảnh hưởng trên đời sống của chúng ta. Dư luận, man opinion. We can't allow man's opinion to keep us from releasing our potential. Sống với tất cả những gì chúng ta nhận được từ nơi Chúa. We have to live in such a way with everything that God has given us. Sống theo thiên mệnh mà Chúa đã định. To live according to the divine plan of God. Anh chị em, vì kẻ thù của chúng ta. Because the enemy là Satan. Is Satan. Ở trong những ngày qua chúng ta đã được nhắc nhở. In the most recent days we've been reminded over and over again. Ở trong Giăng chương 10 câu 10. That in John chapter 10 verse 10. Đức Chúa Giêsu ngài đã báo cho chúng ta. That Jesus Christ tells us already in advance. That the enemy comes to steal, kill and destroy. Nó muốn hủy diệt. He wants to destroy the divine plan that God has for our lives, the divine destiny that God has for our lives. Nó muốn phá hủy việc chúng ta có thể khai phóng tiềm năng của mình. It wants to destroy the ability for us to be able to release our potential. Cho nên nó cám dỗ chúng ta phạm tội. Sin, it tempts us to sin. Và sau khi chúng ta vấp ngã phạm tội. And after we fall in sin. Nó lên án chúng ta. Then he starts to badger us. Và nó nói condemning rằng, us, saying, bỏ Chúa đi cho rồi chứ còn. You know what? It's too late. Just leave God. Thì chúng ta thấy rằng đó là cái cách của nó làm. And we see that's the strategy of the enemy. Hãy bảo vệ. So guard. Hãy để ý đến những gì Chúa ngài đã ban cho chúng ta. Pay attention to all the things that God has given you. Khám phá và biết một cách rõ ràng. And know what your gifts are. Mục đích của Chúa cho your đời sống. Your purpose for your life. Và ơn của Chúa đã cho chúng ta điều gì? And the grace, what gifts has he, what favor has he given in your life? Để chúng ta có thể kinh nghiệm được. So that you can experience. Đời sống của chúng ta phước hạnh một cách tối đa. The life, the blessed life that God has planned for you. Còn hai chìa khóa nữa chúng ta đi. There's two more keys. We're gonna go quickly. Chìa khóa thứ chín đó là bạn cần chia sẻ tiềm năng của mình. Is that you have to share your potential. Mặt trời cho ra ánh sáng. The sun gives light to the world. Cây lọc không khí để. Trees produce oxygen for mankind to breathe. Con người chúng ta thở ra thang khí. As we breathe, we release carbon dioxide. Cho cây nó sống. So that the trees can live. Chúng ta biết rằng mỗi loài we know that every creation that God has made. Để chúng ta có thể chia sẻ cái tiềm năng của mình. To give out its and live out its potential and share it with others. Năm nay chúng tôi có trồng hai loại dây ở nhà. This year, my wife and I, we planted two things in our garden. Chúng tôi có dây bầu. We have the vine of the bầu. Vietnamese squash. Opic squash. It's just good. That's all I know. Và một cái dây khác là. And another one is the mup. Oh, loofah. No, it's not a loofah. Loofah. What is a? It's a. That's what you use to make loofahs. It's a mup. Mup, trái mup. Yeah. Thì một trong những điều mà chúng tôi để ý. One of the things that we noticed in planting these two things. Đó là khi bông nó nở. That whenever the flower blooms. Thì nó có nhiều ong xung quanh đó. We see a lot of bees come around. Nhà tôi cứ hỏi tại sao mấy con ong này đến đây làm gì? And my wife asked, why do we have so many bees all of a sudden? Tôi nói rằng mình cần nó lắm. But we need them. Bởi vì những cái bông này sẽ không kết nụ và trở nên trái. Because the flowers, when they bloom, they will not have produce fruit unless they're pollinized. Nếu thiếu những cái chú ong này. Without the bees. Ong nó đến và nó được những cái hoa, những cái bông này. Cho nó chia sẻ cho nó tiềm năng của cái bông này. The bees come to the flowers because the flowers are sharing their pollen or the potential. Và như vậy thì chúng ta thấy rằng ong đã múc được núp được cái chất mật ở trong những cái. Then cái we see the bee take the pollen. Rồi nó đem nó and then đi it qua shares with the next flower. Để nó tìm thêm mật để nó tha về cho tổ của nó. That and it goes and seeks more. Thì chúng ta thấy rằng and qua as it does đó, that, and through its work doing that, thì nó đem phấn hoa của the cái bee takes này, that pollen and goes up from here đem qua truyền qua cái, to qua here. Cái bên cạnh. Và như vậy là and there, trái đã kết nụ và sanh ra trái. Then you see that then the fruit then can come. Thì từ những cái bông bây giờ chúng tôi có những cái trái bầu rất là to. And now we have really big bầu. Và nhà tôi nấu canh bầu thì các cháu and my wife loves to cook canh bầu for our children. Mấy cháu nhỏ nhỏ chạy cứ and all the little ones, the grandbabies, say, nana, nana. Canh bầu. Canh bầu. Scoop squash. Những con ong.
Praise God for those bees. Chúng ta thấy dường như nó không có giá trị gì. It seems like they don't have any value, right? They're annoying. And sometimes we're afraid that they're going to sting us. Nhưng mà nó phải có mặt của nó. But it must be present because it has its own purpose. Nó chia sẻ cái tiềm năng. It shares its potential. Để rồi cả hai đều lợi ích. So that everyone benefits from the fruit. Ông có thể đem mật về để nuôi cho tổ của mình. The bee brings the honey back to its hive. Hive, honeycomb. Và chúng ta thấy bông thì được cái kết quả và có thể sinh ra trái được ở vì con của những con ong. Then shares its potential with the bee, and then you have bulbs. Con người chúng ta cũng vậy. And our we as mankind, we're the same. Trong đời sống của chúng ta, the potential that we have in our lives, nó chỉ có thể xảy ra một it can only be displayed or released. Khi chúng ta chia sẻ tiềm năng của mình để làm lợi ích cho những người lân cận. Our lives can only be a blessing whenever we share our potentials with others. Chìa khóa thứ 10. The 10th key. Chúng ta cần biết và hiểu cái luật của giới hạn. You have to know and understand the laws of limitation. Những cái giới hạn mà Chúa ngài đặt cho chúng ta. The limitations that God's put on your lives. Không phải là vì Chúa ngài không muốn chúng ta vui trong cuộc đời này. It's not because he doesn't want you to be happy in this world. Chúng ta nhiều khi nhìn Chúa giống như là một người cha khó tính. Sometimes we look upon God as if a very difficult father. Hay là một ác thần cầm một cái stick, một cái cây thật là lớn. Or like some God who just has a stick in his hand. Để chờ chúng ta làm gì sai. Waiting for us to do something wrong and pop us. Nhưng mà không, Chúa yêu but chúng no, ta. But no, God loves us. Ngài có những cái quy luật của Ngài. He has his boundaries. Để bảo vệ chúng ta. To protect us. Để tiềm năng của chúng ta so có thể được khai phóng. So that our potential will be able to be released. Bởi vì tự do. Because freedom quyền, and power, cả hai yếu tố both này, of them together, rất là quan trọng cho cuộc sống của chúng these ta. These two things, để chúng ta có thể khai phóng được tiềm năng của mình. They both need together to be able to release our potential. Nhưng mà chúng ta cần phải biết cái giới hạn. But we have to understand the limitation. Tôi lấy thí dụ để let chúng me ta give thấy an example. Khi chúng ta mua chiếc xe, whenever we buy a car, thì nhà sản xuất đã thiết kế xe của chúng ta phải chạy cái gõ xe nào. The car maker has already determined what kind of tires should be on your vehicle. Và mỗi một cái gõ xe như vậy thì có cái giới hạn của nó. And each tire has its limitation. We can see it through the tread. Đó là khi chúng ta bơm hơi vào and chúng ta phải bơm the air với in cái áp suất bơm. It has to have a certain PSI. Nếu chúng ta bơm hơn cái if you go above the PSI that's been determined for those tires, thì gõ xe đó có thể nổ. Then that tire can burst. Mình có thể mất mạng. And lives can be lost. Nhưng mà nếu chúng ta bơm không đủ hơi, but on the other side of it, if you don't put in enough air for that tire, xe chúng ta chạy sẽ rất là nguy hiểm. Then your car, as you're driving, it can be also very dangerous. Tốn xăng hơn. You're using more gas. Và tay lái của chúng ta sẽ and không the way được that you don't have a very sturdy wheel as you're driving. Cho Đức Chúa Trời ngài rất là yêu thương chúng ta. God loves us so much. Ngài đặt cho chúng ta những cái giới hạn. And he gives us those type of guidelines, limitations to protect us. Và ngài muốn chúng ta sống đúng theo như and những he giới wants hạn us to live within those boundaries or limitations. Bởi vì trong cái giới hạn đó, because in that place, Đức Chúa Trời bày tỏ tình yêu thương. God can just show us his love. Vì ngài muốn bảo vệ chúng because ta. Because he wants to protect us. Để chúng ta sẽ không gặt lấy những đau khổ trong đời so sống that của we mình. Don't yield pain in our lives. Tôi lấy thí dụ. Let me give an example. 10 điều răn của Chúa. The 10 commandments of God. Nhiều người nhìn 10 điều răn của Chúa. A lot of people look at the 10 commandments. Đó là 10 điều được làm và không được làm. Those are, and they look at it as things I can do and things I cannot do. Do and don't. Và chúng ta thấy rằng người ta đã nhìn Đức Chúa Trời như là một đấng and they look khó upon tính. God as a very difficult God. Ích kỷ quá. He's so selfish. Khi Chúa ngài ra lệnh. Whenever he commands. Trước mặt ta ngươi chớ có các thần khác. When he says before me you shall have no other gods. Tại sao Chúa ích kỷ như vậy? Why would he? Why is he so không, selfish? Không phải Chúa no, ích kỷ làm chị em. No, my brothers and sisters. Vì Chúa biết. Because God knows. Đó là chúng ta chạy đi kiếm các thần khác. That when we go look for other gods. Là chúng ta tách rời với môi trường sống của chúng ta. That we live outside of the environment. Là chúng ta cắt cuộc đời của chúng ta. That we disconnect our lives. Từ việc nối kết với Đức Chúa Trời hàng from sống. The connection with the living God. Môi trường của chúng ta. The environment that we should be living giống in. Giống như chúng ta nhổ cây ra khỏi đất. It's almost like taking a tree out of soil. Là bắt con cá chúng ta đem ra khỏi nước và ném nó lên bờ.
chắc chắn nó sẽ chết. Surely it will die. Chúa biết khi chúng ta thờ lại hình tượng, chúng ta cũng sẽ hư mất như hình tượng. God knows that whenever we worship idols, we will be destroyed like idols. Cho nên Chúa ngài muốn bảo vệ chúng ta. So He wants to protect us. Chúa nói rằng chớ làm tượng chạm giống như vật trên trời cao kia, hoặc nơi đất thấp này, hoặc trong nước dưới đất. Do not create any image of idols. Và đừng cúi xuống thờ lại and nó. Do not worship it. Chúa ngài bảo vệ chúng ta. God protects us. Điều răn của Chúa là 10 điều bảo vệ của Chúa cho chúng ta. The 10 commandments are the 10 boundaries of protection in the Lord. Đó là 10 điều Chúa ngài bảo vệ để chúng ta có thể sống một cách phước hạnh hạnh phúc ở trong Chúa. These are protections that we can live in such a way that we can be blessed in Him. Anh chị em nắm được vấn đề. Do you understand? Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Sử dụng 10 chìa khóa này. So use these 10 keys. Để chúng ta có thể khai phóng một cách tối đa tất cả những gì Chúa đã đặt trong đời sống của chúng ta. To maximize the release of your potential. Tụ chung lại, chúng ta nhớ đến hai bức hình đầu tiên mà chúng tôi chia sẻ với anh chị em. To summarize it all, I'm reminding you of the two images that I shared with you at the beginning. Chúng ta hãy chết với chính mình. We have to die to ourselves, our flesh. Với suy nghĩ chúng ta không biết Chúa trời. We think that we know better than God. Chúng ta nghĩ rằng chúng ta có thể làm được công việc mà không cần Chúa. We think that we can do things without God. Hay là chúng ta có thể sống mà không cần Chúa. Or that we can live where we don't need Him. Hãy chết với tư tưởng đó. So die to that way of thinking. Cho Chúa có thể tự do so that God can freely work in, live in and through you. Cái bình ngọc phải bể. The alabaster jar must break. Lúc bây giờ dầu and only then bên trong the beautiful, extravagant perfume inside can be released. Chỉ sợ anh chị em bị dị ứng. Just because I'm worried that you're going to have a reaction. Cho nên chúng tôi không có xịt cái so I don't spray this. Nhưng mà nó thơm vô cùng bình thường. But it's so fragrant. Chúa ngài đã thiết kế cuộc đời của chúng ta. God has already planned for our lives. Khi chúng ta chết với con người bản ngã. When we die to ourselves, our flesh. Khi cái vỏ bên ngoài chúng when ta our outer shell is broken. Để Chúa ngài tự do hành động. And allow and God is able to move freely. Chúa sẽ ban phước trên chúng ta. God's going to bless us. Ngài sẽ chu cấp chúng ta những He's going to provide every resource that we need. Những tác phẩm chúng ta cần sáng tác. All the inventions that we're supposed to be creating, God's going to give it to you. Những phát minh mà chúng ta cần khai phóng ra. All of those things that you're supposed to discover, God will reveal it to you. Mục đích mà Chúa đã định cho đời sống của chúng ta. The purpose for which He created your life. Anh chị em hãy nhớ điều này. Remember. Đức Chúa Trời ngài dựng nên mỗi một chúng ta. God created each and every one of us. Để giải quyết, để giúp đỡ, giải quyết và đáp lời cho một nan đề nào đó mà nhân loại đang cần. We were created, every single one of you were created to be the answer, to be the solution to some kind of problem in the world. Và chúng ta sẽ mang cái giải pháp đó đi với chúng ta vào trong mộ phần nếu chúng ta không khai phóng nó ở trong đời này. And if you choose not to release the God-given potential in your life, you will take your solution, you will take the answer of who you are to your grave in your death. Anh em có thể là cái câu trả lời của Đức Chúa Trời cho dòng họ của mình. You could be the answer that God wants to bring for your entire lineage in your family. Chúa muốn chúng ta. God wants us. Được phước của Chúa. To be blessed. Và bắt đầu một cái dòng chảy của phước hạnh của Chúa. And to be the beginning of the flow of God, the river of God of blessing in và your entire family, your generations. And He promises. Ngài làm ơn đến ngàn đời. That He's going to be good for thousands of generations. The favor of God. Đời. He goes favor for a thousand generations. Có thể là bắt đầu của một you could đó. Be the beginning of the thousand cho of generations for ta. All the lineage in your family. Amen. Amen. Rất là quan trọng. So important. Tôi đã chia sẻ nhiều lần. I've shared this many times. Tôi cứ nhìn luôn về cái sự bắt đầu của dòng họ của tôi. I continually look back to the origin of my family. Khi ông nội của tôi tiếp nhận Chúa làm cứu Chúa của đời sống. Whenever my grandfather received Jesus Christ as his Lord and Savior. Cả dòng họ chúng tôi được phước. Our entire family was blessed. Và phước của Chúa thật sự đổ xuống từ thế hệ này sang thế hệ khác. And truly the blessing of God went from one generation to the next. Những phước hạnh này là được củng cố một cách mạnh mẽ hơn. And these blessings begin to reveal itself even stronger. Khi các thế hệ kế tiếp. Whenever the next generations. Lại đặt lòng tin nơi Chúa một cách cá nhân. Put their faith in God personally. Thì cái số ngàn đời đó lại bắt đầu mới trở lại. So then that thousands of years it begins all over again with every generation that puts their faith in Christ. Rất là phước hạnh ở trong ơn của Chúa. It's so blessed.
Bắt đầu từ một người. Started with one person. Vốn là một người chuyên cờ bạc. A person who was once addicted to gambling. Khi được cứu. When he was saved. Đã quyết định. Decided. Không một người con, người cháu nào của ông trở nên người cờ bạc. That none of his children, his grandchildren, no one in his family would gamble. Ông đã bảo vệ tiềm năng của And he protected all of our potential. Trên cấm không cho đụng đến một cái lá bài. And he forbid us to even touch one card. Trên đến giờ phút này tôi không biết tên của các lá bài là gì. So to this day, I don't understand cards at all. Nhưng mà không có ngày nào hối hận. But there's not one day that I regret. Tại sao mình ngu mình không biết cái lá bài nó tên gì? Thinking that, oh, why am I so stupid? I don't know the name of the cards or how to play. Tôi không thấy mình mất mát gì hết. I don't find any loss in it at all. Nhưng mà thấy phước hạnh của Chúa. But I see the blessing of God in it. Amen, anh chị em. Amen. Hãy khai phóng tiềm năng của mình. To release, maximize the release of your potential. Để qua đời sống của chúng ta. So that through your life, muôn người sẽ được phước. Nations, the multitudes will be blessed. Nhắc lại với anh chị em. I want to remind you again. The thing that I do every day. Mỗi sáng khi tôi đến. Every morning when I wake up and I stand. Đánh răng. Brushing my teeth. Nhìn mình ở trong gương. Looking at myself in the mirror. Luôn luôn nhắc chính mình. I always remind myself. Tôi là người đi trước. I am the one who goes ahead. Và phía sau tôi. And behind me. Sẽ có hàng triệu người. Is going to be thousands of people. Bước vào cổng của thiên đàng. Stepping into the kingdom of God. Tôi quyết định. Because I've decided. Sống và khai phóng một cách thành đạt. To live in a way that releases my potential. Tất cả những gì Chúa đặt ở trong đời. Everything that God has given me. Cho nên khi cửa mở là tôi đi. So whenever the gates of heaven open up, I will enter in. Khi nào Chúa ngài sai phái tôi vâng lời. Whenever doors of opportunity open up, I will go. Whenever God commands it, I will obey. Và luôn luôn nhớ biết. Always remember. Nguồn của mình đến từ đâu. Where the source of my strength is. Để tôi có thể làm việc và khai phóng cách tối đa ơn. So that I can work for the kingdom and release my potential with maximization. Amen, anh chị em. Amen, my brothers and sisters. Còn anh chị em thì sao? So what about you? Có thỏa lòng với việc chúng ta sẽ mang theo chúng ta vào trong phần mộ của chúng ta không? Are you satisfied to bring your potential with you to the grave? Nếu không, if not, hãy quyết định trong ngày hôm nay. Decide today. Nếu cần, then if you need, hãy để Đức Chúa Trời allow God thực hiện điều mà ngài đã lên tiếng tuyên chiến với, đó là ngài muốn chúng ta chết với xác thịt để chúng ta có thể sống cho Chúa một Allow God to fulfill the thing that He's commanded you, that is to die to your own flesh, so that Christ can live in you. Chúng ta cùng nguyện. Let us pray. Mọi anh em hãy thưa với Chúa điều. Brothers and sisters, tell God. Mọi anh em muốn đáp ứng lại với sứ điệp ngày hôm nay. Speak to God now. Respond to the message tonight. Cảm ơn Chúa. I praise you, God. Là Chúa, con muốn làm mới lại quyết tâm của con trước mặt Ngài. God, I want to renew my decision before you. Đó là con muốn khai phóng một cách tối đa. I want to maximize the release of my potential. Tiềm năng mà Chúa đã đặt ở trong con. The potential that you have given me, God. Là Chúa, bao nhiêu bài giảng con sẽ giảng trong cuộc đời của mình. Lord God, whatever how many numbers of sermons I'm supposed to preach in my life. Xin ban phước trên con. Bless me. Xin sức dầu trên con. Anoint me. Để con có thể giảng đến bài cuối. So that I can preach to the very last message that you've determined. Trước khi con lìa thế gian. Before I leave this earth. Để Chúa có bao nhiêu cuộc đời cần được biến đổi. However many lives need to be transformed in you, Lord. Và con có thể làm được gì trong việc. If there's anything that I can do in bringing that transformation, this change in people's lives. Con muốn khai phóng một cách tối đa. I want to do it with all my heart. Xin Chúa sử dụng. So God use me. Để con có thể làm thành. So that I can. Những việc lành mà Chúa đã định trước cho con làm thành. All the good works that you have already prepared. Con biết chắc rằng. Because I know God. Trước khi con sanh ra đời. That before I entered this earth, before I was born. That God, you already planned and prepared. Một đời sống, một chức vụ. A ministry. Ngài biết bao nhiêu bài giảng you con knew sẽ đổi. How many sermons I was supposed to preach. Ngài biết bao nhiêu cuộc đời con you có knew thể how many lives I would encounter in effect. Nên Ngài đã cứu và chuộc con. So you saved me, God. Để con có thể làm việc lành mà Chúa so đã định trước cho con. So I could do the good works that you've already predestined. Con cảm ơn Ngài. Thank you, Lord. Con cầu nguyện cho hết anh chị em của con. I pray for đời. All my brothers and sisters at Để this time. Ai that no one here sẽ để cho việc lành mà Chúa đã định trước cho chúng con làm theo dở dang chưa hoàn tất. Là có những trường hợp cũng chưa bao giờ biết những việc lành này là việc gì. Nhưng Chúa ơi, thế nhân đang chờ chúng con. Lord, I pray for my brothers and sisters here, Lord God, that
the good works that you prepared in advance for them to do, Lord, that it won't be forgotten, it won't be undiscovered, it won't be missed out on as they live here on this earth. Lạy Chúa xin thương xót. So Lord, have compassion upon them. Điều gì ngăn trở tiềm năng của thể khai phóng. Whatever may be hindering for their the maximization of their potential to be released. Tiềm năng mà có thể thấy muôn người được cứu. The potential that could see multitudes saved. Bao nhiêu cuộc đời được ảnh hưởng. How many lives can be affected, can be transformed and impacted. Xin giúp đỡ để chúng con giải quyết những ngăn trở đó. Help us, Lord God, to deal with those hindrances and get them removed. Chúng con có thể khi gặp Chúa. So that when we meet you face to face, chúng con nghe được tiếng yêu thương của Chúa chúng con. We can hear your loving voice. Hỡi đầy tớ ngay lành trung tín. My good and faithful servant. Được lắm. Hãy đến hưởng phước của Chúa. Come and receive your reward. Chúng con cảm ơn Ngài. We thank you, Lord. Chúng con thành kính cầu nguyện. And we pray all these things. Trong danh Chúa Jesus Christ. In Jesus' name. Amen. Amen. Anh chị em được phước không? Were you blessed tonight? Chúng ban phước cho anh chị em. May God bless you, brothers and sisters. So that we together khai phóng tất cả những gì Chúa đã cho chúng ta. Every potential, everything that God has given us, and share it. And from this point on, from this pulpit, những dòng sông sẽ chảy đến muôn nước. Of God will flow to the nations so that many people will be saved before God's second coming. God bless you. Be an overcomer, be victorious in Jesus Christ. Amen. 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 Praise the Lord. Chúng con cảm ơn Chúa vì Ngài cho chúng con có cơ hội để cùng thông công. We thank you, Lord, for the opportunity to fellowship together. Sự ban phước trên những thức ăn này. Bless the food that we're about to have. Và bây giờ chúng con thông công. And the time that we're about to spend. Những câu chuyện chúng con chia sẻ. The discussions that we're about to have, the stories we're about to tell. Để chúng con khích lệ nhau. So that we can encourage each other. Để chúng con sẽ sống ở trong quyết tâm. So that we can live with a decision, Lord God. Khai phóng hết tất cả. To release our potential, every bit of it. Để khi chúng con qua đời, so that when we leave this earth, chúng con sẽ qua đời tay trắng. We'll leave with empty hands, Lord God. Bởi vì chúng con đã làm xong because we've done everything, all the work that you have commanded Chúa định đời sống của chúng con. For us to do. Amen. Amen. Chúa ban phước em. God bless you. Một buổi thông công thật là have a wonderful fellowship meal in Jesus. Sẽ gặp lại chị em trong Chúa Nhật. We'll see you on Sunday. Và những điều Chúa ngài dành cho chúng con. With all the things that God has ready for us. Chúng ta sẽ sẵn sàng để đón nhận. We'll be ready to receive. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. Quý thính giả xem nhớ đăng ký kênh, nhấn rung chuông và chia sẻ video được lan rộng trên mạng cộng đồng. Xin Thánh Linh động chạm anh chị em được biến đổi mỗi ngày càng giống Chúa hơn. Hẹn anh chị em video tiếp theo. Chúa yêu hết thảy anh chị em.